Cựu binh xuyên không đến thời kỳ kháng chiến, dẫn dắt bát lộ quân, đánh thắng hơn 30.000 quân địch, thu về hơn 30.000 vũ khí. Nhưng chưa kịp vui vẻ, người của bộ phận hậu cần đã đến yêu cầu giao nộp. Trong số 33.000 vũ khí thì anh chỉ được để lại 5.000, còn lại giao nộp hết. Không được, nếu anh còn nói chuyện như thế, tôi gọi Dương Tử đến đây. Anh Lưu, chúng ta nói chuyện vui vẻ được không? Đừng tìm tên tiểu tử thối đó đến nữa. Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ cũ, không nên làm mất hòa khí. Thôi anh đừng có bốc phét nữa. Nếu đã là huynh đệ, vậy thì đừng có húp hết vũ khí đi, để lại cho tôi 10.000 khẩu đê. Nếu không được thì để tôi gọi con trai tôi để nói chuyện với anh. Anh Lưu, tôi phát hiện ra tính tình anh càng ngày càng trở nên cáu kỉnh đấy. Trước đây anh là một người trung thực, sao giờ lại thành một kẻ hám lợi thế? Tôi không thể nhân nhượng mãi được. Quân đội lần này thương vong nặng nề. Hơn nữa chúng tôi đang mở rộng quân đội, tuyển thêm nhiều lính mới để họ luyện tập bằng gỗ a. Đâu chỉ có lữ đoàn độc lập các anh, các đơn vị khác cũng cần vũ khí để tập luyện chứ. Sao các anh ích kỷ thế hả? Đơn vị khác tôi không quản được, tôi chỉ lo người của tôi thôi. Anh Lưu, cho anh có xưởng công binh. Nếu anh muốn giữ lại 10.000 khẩu lần này, vậy thì bộ phận hậu cần chúng tôi cũng có vài điều kiện. Điều kiện cái lon, chúng tôi giữ 10.000 khẩu. Bộ phận hậu cần các anh tay không bắt giặc đến lấy 20.000 khẩu, muốn hốc hết hay gì? Đừng có mà bồ láo bố tết. Được rồi, tôi không cãi nhau với anh. Điều kiện của chúng tôi rất đơn giản, đó là đến tháng 2 năm sau, lữ đoàn độc lập phải cung cấp toàn bộ đạn dược cho lữ đoàn 1, 2 và 4. Như vậy có ổn không? Anh muốn chúng tôi cung cấp ư? Các người tưởng lữ đoàn độc lập là nhà tư sản à? Vậy thì hết cách. Các anh giữ 10.000 khẩu súng, cũng phải trả chút gì đó chứ. Lưu lữ trưởng cao mày suy nghĩ, cuối cùng đá chân đại mao bên cạnh. Đại mao lập tức hiểu ra, vội vàng chạy đi tìm Lý Dương. Tiểu đoàn trưởng nói đồng ý điều kiện của cục hậu cần, nhưng bộ phận hậu cần phải gửi cho chúng tôi một số vật tư, đặc biệt là đạn đồng, không thể thiếu thứ này. Nếu không thì bye bye. Các anh muốn vũ khí và trang bị thì cứ đến tìm Lý Dương. Anh nghe rõ chưa? Nếu không đồng ý thì chắc hôm nay anh phải tay trắng ra về rồi. Anh Lưu, anh có một thằng con trai tốt đấy. À không, phải là nhặt được thằng con trai tốt. Sao lúc đó tôi không nhặt tiểu tử này trước anh nhỉ? Không được đâu, chắc kiếp trước tôi tích đức nhiều quá, nên kiếp này ông trời mới ban cho một cậu con trai tốt. Nếu anh muốn thì có thể đi tìm con trai anh hỏi thử, biết đâu nó cũng làm được. Anh ta không nói lại Lưu lữ trưởng. Từ khi Lý Dương thông minh thì không lừa được lữ đoàn này cái gì. Sau đó quay người lấy đồ rời đi. Dương Tử, con gọi chúng ta đến đây có việc gì? Những chiến sĩ chiến đấu dân đến tàn tật, chúng ta phải ổn định cuộc sống cho họ, không thể cứ mặc họ như vậy. Dương Tử, cậu nói vậy có ý gì? Nói thẳng đi. Tôi sẽ triệu tập tất cả, theo điều kiện của họ mà phân phối ra các nhà máy khác nhau. Nếu không đủ nhà máy thì xây thêm, dựng thêm cả trang trại. Tốt nhất là trung đoàn nào cũng nên có một cái, mở rộng khắp miền Bắc. Lưu lữ trưởng và Hàn Chính ủy nghe xong kế hoạch của Lý Dương, hít một hơi dài. Dương Tử, để xây dựng một dự án với quy mô lớn như vậy, cậu biết tốn bao nhiêu không? Tôi tính xong rồi, cần ít nhất 200.000 đồng đại dương. Như vậy quá nhiều, chúng ta chỉ còn hơn 100.000 đại dương. Không đủ đâu. Đúng đó Dương Tử, chúng ta hết tiền rồi. Có thể xây dựng theo từng giai đoạn. Theo giai đoạn sao? Phải, xây dựng mọi thứ cùng một lúc thì chắc chắn không thể làm được. Nhưng nếu xây theo từng giai đoạn, thì vốn đầu tư cho mỗi giai đoạn chỉ khoảng 50.000. Chúng ta sẽ đủ kinh phí. Nghe có vẻ được đấy. Vậy thì đưa 50.000 đại dương đây rồi nói chuyện. Phải lên kế hoạch đàng hoàng chứ. Tiểu tử ngươi lại định dùng tiền vào việc khác à? Cha yên tâm, lần này con sẽ làm tốt. Khoảng thời gian tiếp theo, chân Lý Dương chạy không chạm đất. Ngoài việc xây dựng nhà máy và trang trại mới, con phải xây thêm một nhà máy thép. Quân chủ lực bên này thấy bát lộ quân ngày càng bành trướng, bắt đầu phản công. Quân chủ lực thậm chí còn yêu cầu lữ đoàn độc lập giao nộp hai huyện Sa Hà và Hàm Đan. Nếu không họ sẽ hành động. Chuyện này vốn định giấu Lý Dương, nhưng Lý Dương tình cờ hóng được Bạch Liên và Hồ Tử nói chuyện. Hai người nói gì cơ? Quân chủ lực yêu cầu chúng ta giao nộp hai vùng lãnh thổ Sa Hà và Hàm Đan ư? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao tôi lại không biết? Anh nghe nhầm rồi, không phải đâu. Tốt nhất anh nên đi nghỉ ngơi đi. Lão Tử đến đến ba, Hồ Tử và Bạch Liên lập tức không thể giấu được, chỉ có thể nói hết mọi thứ. Quân chủ lực có tấn công chúng ta không? Hiện tại thì chưa, nhưng họ đang ở thế tấn công rồi. Còn nói trong vòng 3 ngày nếu không giao nộp, họ sẽ lập tức tiêu diệt chúng ta. Mấy con lợn dám uy hiếp ta à? Tưởng chúng ta là mấy con mèo hen ư? Quân chủ lực chắc chắn biết chúng ta vừa mới đánh một trận lớn với quân địch, sức mạnh bị suy yếu, vì thế muốn tận dụng cơ hội. Ngày thứ mấy rồi? Hôm nay là ngày thứ 2. Cha tôi nói gì? Tất nhiên ông ấy không đồng ý. Không được, tôi phải tìm cha tôi. Cha, quân chủ lực đánh đến cửa rồi. Sao không nói cho con biết? Không phải ta bảo Hồ Tử đừng nói với con sao?
một mét không giữ được. Cha đừng quan tâm họ có nói với con hay không. Vấn đề bây giờ là giải quyết mối đe dọa của quân chủ lực trước mắt. Lão tử còn có thể làm gì? Đã gửi điện tìm đến trụ sở chính nhiều lần nhưng vẫn chưa ai trả lời. Vấn đề này cha cứ để cho con. Con hứa sẽ giải quyết êm đẹp. Đừng có làm gì ngu ngốc. Ít nhất tiểu tử ngươi cũng phải nói với ta trước. Là thế này. Vì chúng ta không muốn sức mạnh của cả hai bên bị tổn hại. Vậy thì tìm cách khác. Bắt tất cả chỉ huy của họ để xem họ chiến đấu như nào. Con nói đơn giản thế. Nhưng làm thế nào để chúng ta bắt được hết chỉ huy của họ? Tiểu đoàn đặc vụ sẽ giải quyết chuyện này trong một đêm. Chắc chắn không? Đương nhiên phải chắc chắn thì con mới nói. Vậy giao nhiệm vụ này cho con. Dương Tử, đừng vội. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm vậy trước. Phải để quân chủ lực tấn công trước, rồi mới đi bắt người. Như vậy chúng ta sẽ có lý do chính đáng. Lão Hồ Ly, người ở trên nghe đây. 3 ngày đã hết. Mau giao nộp 2 huyện Hàm Đan và Sa Hà. Giao cái bầu đối tôi này. Cho anh thêm 1 ngày nữa. Nếu trước ngày mai mà không rời đi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lưu Lữ trưởng tức giận. Lý Dương trực tiếp điện báo khai chiến với lực lượng chủ lực. Đột nhiên cả nước nổ tung. Hai bên đã phát động nhiều cuộc tranh cãi trong 1 ngày, cho nên người dân đã tụ tập rất đông để bàn tán. Cơ hồ to gan, dám giả danh ta để phát điện báo. Tiểu tử ngươi không biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả rất lớn sao? Anh Thành, đợt này tính anh nóng thế. Chả có gì to tát mà cũng treo ngược thằng bé lên. Có khả năng thì cũng treo tôi lên như thế mà đánh đi. Tú Quyên, thằng nhóc này phải dậy. Dám giả mạo tôi. Con chỉ thêm chút dầu vào lửa thôi mà. Quân chủ lực muốn làm lớn chuyện thì chúng ta theo thôi. Dù sao họ cũng là người bắn trước. Tiểu tử ngươi giỏi quá rồi. Không phải chúng ta đã đồng ý giải quyết âm thầm sao? Tiểu tử ngươi lại trực tiếp khai chiến với họ. Cha yên tâm, đêm nay con sẽ xử lý hết. Trận chiến sẽ không xảy ra đâu. Con định làm gì? Chờ con một chút. Thế nào, xinh không? Em yêu, anh đến đây. Chư vị huynh đệ, nếu là muốn cướp thì có hơn 100 đồng đại dương trong tủ đó, cứ lấy đi. Người đâu mà lắm mồm thế nhỉ? Lão tử không cướp tiền, lão tử đến để bắt người. Nói câu nữa là ăn đạn vào đầu đấy. Đừng bắn tôi sẽ đi với anh. Tiểu Mao, chờ hắn lại. Trong khi nói chuyện, sư trưởng nhận ra Lý Dương của Bát Lộ Quân, nhất thời nổi trận lôi đình. Người của Bát Lộ Quân, sao các người dám làm thế? Ta là sư đoàn trưởng của quân chủ lực. Các người đang phá hoại mặt trận thống nhất. Ta sẽ đưa lên tòa án quân sự, để chủ tịch ủy ban bắn các người. Đệt mẹ, rơi vào tay bọn ta rồi mà còn dám kiêu ngạo à? Đến khoảng 6 giờ sáng, không chỉ có sư trưởng, mà Lý Dương đã xích hết sĩ quan của 4 sư đoàn chủ lực. Tất cả được đưa về căn cứ. Làm thế này thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Chùn đầu lại còn trói thì khác gì mấy thằng bắt cóc chứ. Cha, họ ngang bướng quá. Tất nhiên phải trói lại. Mà cha cũng đừng nói nhiều về chuyện đó. Lần này rõ ràng là chúng ta đi bắt cóc, không phải đi mời người. Vì căn cứ chúng ta mà bướng thì vả vào mồm hết. Nghe Lý Dương nói như vậy, không chỉ Lưu Lữ trưởng, mà ngay cả mấy sĩ quan quân chủ lực cũng choáng váng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Nói chuyện bồ láo quá. Anh Lưu, tôi nghĩ anh không xử lý chuyện này được. Cứ để cho Dương Tử làm đi. Kẻ ác phải để kẻ ác trừng trị. Một người trung thực như anh không thích hợp đâu. Chỉ có cậu ấy mới xử lý được. Vậy việc này giao cho Dương Tử. Cha yên tâm, cứ để vấn đề này cho con. Con đảm bảo sẽ làm cho họ tè dầm. Tiểu Mao, lấy bao tải ra. Anh không thể đánh chúng tôi đều là sĩ quan của lực lượng chủ lực. Nếu làm vậy thì Trùng Khánh không để anh yên đâu. Vốn Trùng Khánh cũng không định tha cho bọn ta. Không thì đã không phải các người đến. Các người suốt ngày nói đánh giặc. Nhưng các người có đánh giặc nhiều hơn lữ đoàn độc lập chúng ta không? Vậy mà các người còn muốn cướp đất của chúng ta. Các người là cái thá gì? Lý Dương nói những lời này, trực tiếp đem đám sĩ quan quân chủ lực câm miệng. So với kỷ lục của lữ đoàn độc lập thì thành tích của quân chủ lực chẳng là cái gì cả. Các người đối xử với chúng tôi thế này không sợ bên Trùng Khánh khiển trách sao? Trách con mọi gì? Lý Dương ta đếch sợ. Có gan thì đến đây mà trách ta. Hả? Anh là Lý Dương của lữ đoàn độc lập. Lão tử chính là Lý Dương. Có ý kiến gì? Sư đoàn trưởng sợ đến mức không dám nói gì. Những người khác cũng run lẩy bẩy. Cái tên Lý Dương nổi tiếng cỡ nào họ đều biết. Cái đầu của anh ta được quân địch treo với giá 10.000 đại dương. Lý Thiếu Tướng, anh không thể làm vậy.
Chúng tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên. Cũng là thân bất do kỷ thôi. Các người nghe lệnh của ai thì lão tử cũng đếch quan tâm. Chỉ biết là các người tấn công và đòi cướp đất của chúng ta. Nếu dám đánh chúng ta, vậy thì là kẻ thù. Không không, chúng tôi không dám nữa. Chỉ cần anh thả chúng tôi, quân chủ lực sẽ rút lui ngay lập tức. Bầu đuôi, lệnh của chủ tịch ủy ban quân chủ lực. Các người rút lui không sợ bị bán à? Lý thiếu tướng, tôi rất ngưỡng mộ anh. Nhưng tôi lại không có thói quen chỉ vì bị bắt mà đầu hàng. Lần này tôi sẽ làm theo mệnh lệnh. Muốn diệt cứ diệt. Nếu ông không sợ chết vậy thì ta sẽ không diệt ông trước. Ta sẽ làm cách khác. Tra tấn quân đội của ông. Lý thiếu tướng, ý của anh là gì? Muốn diệt thì cứ diệt. Còn muốn tra tấn thì cứ việc. Tấm bản đồ này ta lấy ở bộ chỉ huy của các người. Nó chứa tất cả các chiến dịch của hai sư đoàn các người. Nếu ta cho quân tấn công các điểm đó, các người thử nghĩ xem, với sức mạnh của lữ đoàn độc lập hiện tại thì có thể đánh bại hai sư đoàn đó không? Muốn làm gì thì làm đi. Chúng ta có hơn 40.000 quân, ở Hàn Đan các người chỉ có 6.000 quân. Tôi không tin các anh thắng được chúng tôi đâu. Trước đó bọn ta đã thắng quân Nhật, thu giữ hơn 100 khẩu trọng pháo và rất nhiều đạn dược. Ông nói nếu bọn ta có nhiều trọng pháo như vậy, kéo chúng đến gần hai sư đoàn chủ lực, hai sư đoàn của các người cầm cự được bao lâu? Không thể nào. Làm sao các người chiếm được trọng pháo của địch? Quan tướng quân chủ lực nghe vậy liền thở dài và cúi đầu. Cuối cùng do dự nhìn Lý Dương. Lý thiếu tướng có yêu cầu gì xin cứ nói. Chúng tôi sẽ đáp ứng. Chỉ cần anh tha cho những chiến sĩ của chúng tôi. Điều kiện của ta là cả hai sư đoàn của các ngươi phải đầu hàng. Sau đó để hai bên thỏa hiệp. Nếu trụ sở chính và bên Trùng Khánh đều ok, ta sẽ thả các người về. Quan tướng quân sợ Lý Dương sẽ chiếm hết vũ khí và trang bị của họ, liền lập tức phản đối. Không được, các anh hốc hết à? Chúng tôi không đồng ý. Có thể đổi điều kiện được không? Không phải ta thương lượng với các người đâu. Lý thiếu tướng, tôi muốn gặp Lưu lữ trưởng. Chuyện này cứ để anh ấy đến nói chuyện. Cha ta không rảnh, ta chịu trách nhiệm vấn đề này. Ta có thể cam đoan với ông. Chỉ cần ông chấp nhận điều kiện của chúng ta sẽ không bao giờ làm hại người của ông. Bởi vì chiến trường Hoa Bắc còn cần các người cầm cự quân địch tấn công từ phía đó. Ông nói như thế có đúng không? Nói lý không lại Lý Dương. Nên quan tướng quân muốn câu giờ để suy nghĩ thêm. Tôi cần suy nghĩ một chút, cho tôi thêm chút thời gian. Được, đừng để ta đợi quá lâu. Tiểu Mao, canh chừng họ. Trung Khánh bên này cũng nhận được tin quan tướng quân bị bắt cóc. Thật to gan, dám bắt cóc sĩ quan của chúng ta. Quân đội gì mà như lũ ăn cướp vậy? Tôi yêu cầu đưa Lý Dương ra tòa án quân sự. Hắn đang phá hoại mặt trận thống nhất. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc thì sau này làm gì còn tôn nghiêm quân sự chứ? Uy tín của quân chủ lực nữa. Đúng, phải đưa Lý Dương lên tòa án quân sự. Xử tử hắn để làm gương. Chưa nói đến Lý Dương sai hay đúng, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà đưa Lý Dương ra tòa án quân sự để xử tử. Như vậy thì có quá đáng quá không? Lý tướng quân, Lý Dương bắt cóc hết những sĩ quan của hai sư đoàn. Hành động này còn không đáng bị xử tử sao? Hắn đang phá hoại mặt trận thống nhất. Lý tướng quân nghe vậy trong lòng cũng thấy buồn cười. Lần này rõ ràng là do quân chủ lực phát động tấn công, vậy mà trách bát lộ quân phá hoại mặt trận thống nhất. Vừa ăn cướp vừa la làng. Trạng tướng quân, việc Lý Dương làm lần này mặc dù có chút quá đáng, nhưng Lý Dương có công lớn trong kháng chiến. Hơn nữa lần này là do mâu thuẫn địa bàn giữa hai bên. Họ cũng không có diệt các sĩ quan của chúng ta, chỉ muốn thỏa thuận với chúng ta. Tôi nghĩ không đến mức xử tử, cử người đến đàm phán là được. Hành động của Lý Dương lần này thực sự quá cản rỡ. Nếu chúng ta dung túng việc này, chắc chắn sẽ làm uy tín của quân chủ lực tổn thất nặng nề. Tôi nghĩ không nên. Lý tướng quân, anh ở đây 5 lần 7 lượt xin cho Lý Dương. Anh có ý gì? Lần này Lý Dương đã giúp tôi rất nhiều. Tôi ghi nhớ ân huệ này. Trận chiến ở Sa Hà chúng tôi đã không đăng nó lên báo, khiến cho nhiều người nghĩ rằng chúng tôi cố tình giấu giếm không khai báo, để áp chế bát lộ quân. Nếu lúc này mà xử tử Lý Dương, thì liệu người dân cả nước sẽ nghĩ gì? Lý tướng quân nói xong, tổng tư lệnh bắt đầu do dự. Ông ta có thể không quan tâm bát lộ quân nghĩ gì, nhưng không thể làm ngơ suy nghĩ của người dân cả nước. Lý tướng quân nói có đạo lý. Trận chiến vừa rồi Lý Dương có công lớn, nhưng lần này cậu ta đã đi quá xa. Tổng tư lệnh, tôi nghĩ việc này có thể đàm phán với bát lộ quân. Cứ cho họ đưa ra điều kiện của họ, chúng ta cứ cố gắng đáp ứng là được. Trước tiên phải đảm bảo an toàn tính mạng cho các sĩ quan của chúng ta đã. Còn dám ra điều kiện, Lý Dương định tạo phản à? Lúc này cậu ta phải thả các sĩ quan ra ngay lập tức, nếu không sẽ khiêu khích chúng ta. Các anh không hiểu Lý Dương đâu. Nếu cương ngạnh thì cậu ta nhất định sẽ tiêu diệt hai sư đoàn của chúng ta. Hơn nữa thương vong của họ sẽ không lớn. Họ dám động thủ sao? Người khác thì không, trừ Lý Dương thì chắc chắn. Tôi nghĩ tôi biết Lý Dương muốn gì rồi. Cự binh xuyên không đến thời kháng chiến.
dẫn dắt Bát Lộ Quân đánh chiếm hai huyện. Tuy nhiên bị lực lượng chủ lực dòng mó, sợ Bát Lộ Quân bành trướng, yêu cầu họ giao nộp hai huyện. Lý Dương trực tiếp dẫn tiểu đoàn đặc vụ xâm nhập vào căn cứ quân chủ lực, bắt cóc toàn bộ cán bộ cấp trung đoàn trở lên. Lý Dương, anh tới đây làm gì? Chẳng nhẽ muốn tra tấn để tôi thú tội? Thật ra không có gì to tát, chỉ muốn các ông viết cho tôi một lá thư. Viết thư cho ai? Tất nhiên là viết thư cho gia đình các ông. Các người ăn ở đây, Bát Lộ Quân chúng ta phải chi mỗi ngày 15.000 đồng đại dương. Số tiền này các người phải trả chứ. Thế khác mẹ gì bắt cóc tống tiền. Lý Dương, anh làm vậy không tốt đâu. Dù sao thì anh cũng thuộc quân đội chứ không phải một tên cướp. Bắt cóc tống tiền như vậy, chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Bát Lộ Quân đấy. Ai nói chúng ta là cướp? Đó không phải tống tiền, mà đó là chi phí sinh hoạt của các người ăn ở không ở Bát Lộ Quân. Để giữ mạng sống cho các người, tất nhiên các người phải trả tiền rồi. Chi phí sinh hoạt chóa gì mà tận 15.000 đại dương. Đồ ăn thức uống cho chúng tôi đều rất tệ, cùng lắm chỉ 150 đồng đại dương. Anh đừng có mà ăn gian nói dối. Đủ quá, lão tử nói chuyện tử tế với các ngươi mà các ngươi không chịu nghe. Tiểu Mao, treo hết mại chúng lên tường đi. Lý Dương, dù sao chúng tôi cũng đều là sĩ quan cấp cao, anh không thể làm vậy với chúng tôi. Lý Dương, anh xem thế này được không? Mỗi người chúng tôi trả 100 đô. Tổng số tiền cũng được 2.000 đô. Như vậy đã đủ chi phí sinh hoạt chưa? Ông định lừa tôi à? 100 đô đủ thế chó nào được? Bao nhiêu anh em mới bắt các người về được? Chỉ đưa ra có 2.000 đô. Số đó còn không đủ chi tiêu cho một người ăn xin nữa. Bớt sợ lờ đi, nếu không có thư của chúng tôi thì anh làm sao lấy được tiền từ gia đình chúng tôi? Ta có thể giúp các người viết. Hiện tại sợ là người nhà các người cũng đã biết các người bị Bát Lộ Quân bắt cóc rồi. Nếu nói với họ thanh toán chi phí để đảm bảo an toàn tính mạng cho các người, các người nghĩ họ có gửi tiền ngay không? Lý Dương nói xong thì sắc mặt của các sĩ quan biến đổi. Sống trong thời buổi khó khăn, họ đều là trụ cột gia đình. Gia đình họ chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Sợ là Lý Dương muốn bao nhiêu thì người nhà họ cũng đều đồng ý mà giao nộp. Không biết xấu hổ, đa tạ. Lý Dương, anh thắng rồi. Chúng tôi sẽ viết thư gửi về. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận chỉ có 15.000 đồng đại dương, tuyệt đối không hơn. Yên tâm, đến lúc đó gia đình các người chỉ cần gửi đúng con số trong thư thôi. Ta sẽ không bao giờ đói hơn. Không còn cách nào khác nên các sĩ quan đành phải chấp nhận. Tất cả cùng nhấc bút lên bắt đầu viết. Sau khi nhận được thư, Lý Dương cẩn thận kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo không có vấn đề gì. Sau đó mới rời đi. Tiểu đoàn trưởng đỉnh vãi o, nhanh như vậy mà đã cả kiếm được của họ 15.000 đồng đại dương. Vớ vẩn, lão tử chỉ kiếm 15.000 đồng đại dương khi nào? Không phải anh đã để cho mấy gã đó viết thư sao? Người nhà của họ sẽ gửi lên 15.000 đồng mà. Lẽ nào không cần số tiền này nữa? Bầu đùi, lão tử bảo không cần khi nào. Đây là 1.500. Nếu tôi thêm một số không đằng sau thì sao? Chúng ta không nên làm thế đâu. Sao lại không? Dù sao họ cũng giàu vãi lòn. Số đó tăng thêm 10 lần cũng không tổn hại gì nhiều. Nhưng chúng ta đã đồng ý là không tống tiền mà. Lão tử tống tiền họ khi nào? Lão tử chỉ nói người nhà họ chỉ cần gửi đúng con số có trong thư là được thôi. Như vậy có phải là tống tiền đâu? Lão tử có nói sẽ không thay đổi thư của họ đâu, đúng không? Anh nghe rõ chưa hả? Nghe cũng êm tai đấy nhỉ. Cũng không hề vi phạm lời hứa đối với họ. Đừng nói nhảm nữa, anh đi sắp xếp phải đảm bảo những bức thư này đến tay gia đình họ. Nhớ nhanh lên, chuyển thư đến là phải nhận tiền về ngay. Phải nhanh lên biết không? Ok tiểu đoàn trưởng. Nói xem, hôm qua tiểu tử ngươi lại đi tìm quân chủ lực phải không? Rốt cuộc đã làm gì? Cha, con không làm gì cả. Họ nói với con là rất nhớ gia đình, nên đã yêu cầu con cho viết thư về nhà. Ban đầu con cũng muốn từ chối, nhưng vì họ đưa ra mức giá cao quá, nên không từ chối được. Họ đưa ra giá bao nhiêu? 150.000 đại dương. Lý Dương nghĩ cha mình sẽ tức giận, trong tiềm thức đã chuẩn bị để chạy trốn. Nhưng Lưu Lữ trưởng đứng hình nửa ngày mới cất tiếng nói. Có chắc họ sẽ trả tiền cho con không? Lần này cha không giận sao? Điều này không bình thường. Cha lén hút cần sau lưng con à? Không phải, chỉ là ta đang cần tiền. 150.000 đồng đại dương đó, con có chắc sẽ nhận được không? Cũng không thể chắc chắn. Có thể sẽ không nhận đủ 150.000, nhưng 70-80.000 đại dương thì chắc chắn. Mặc dù ít hơn một chút nhưng có còn hơn không? Như vậy là tốt rồi, làm nhanh lên. Cha, nếu chúng ta lấy được số tiền đó, thì con cũng phải có phần chứ nhỉ? Con cũng không cần nhiều đâu, cứ trích ra cho con 30.000 đi uống cốc trà sữa là được rồi. Không được một xu, cút đê. 20.000 thôi. Không được. 10.000. Thôi được thì 10.000, đi làm nhanh lên. Ta có việc phải đi trước. Không ngờ lừa ông già dễ thế. Sư trưởng, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Theo tính cách của Lý Dương, nếu chúng ta không đầu hàng thì hắn còn rất nhiều thủ đoạn. Tạm thời chúng ta cứ làm theo lời Lý Dương đi. Thằng nhóc này quá khác biệt. Nếu bướng thì sợ là hắn sẽ cho mỗi thằng ăn một viên kẹo đồng đấy.
Đến lúc đó chúng ta sẽ mất cơ hội báo thù. Đúng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lần này chúng ta để Lý Dương ra tay trước. Nếu tương lai có cơ hội, thằng nhóc đó nhất định phải trả giá. Quan tướng quân thấy mọi người đều đồng ý, thế là bảo người gọi Lý Dương tới. Lý Dương, vũ khí của cả hai sư đoàn đều sẽ đưa cho anh, nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ của chúng tôi. Yên tâm, tôi sẽ không làm hại bọn họ đâu. Nhưng các ông phải cử một người ra ngoài để khuyên nhủ đám mình đó. Đừng chống lại lệnh tước vũ khí, giơ tay đầu hàng. Về phần giao vũ khí xong các người đi đâu tôi không quan tâm. Anh đi cùng Lý Dương đi. Tiểu đoàn trưởng, chúng ta có đánh trận này nữa không? Các chiến sĩ chờ đợi mấy ngày này sắp phát điên rồi. Đánh không được mà rút cũng không xong. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì các anh em không chịu nổi đâu. Câu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Đoàn trưởng cùng sư trưởng đều bị bát lộ quân bắt đi rồi. Ngay cả tướng quân cũng mất tích. Khả năng cao cũng là rơi vào tay bát lộ quân. Nếu hành động hấp tấp thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì cũng không thể trừng mắt ở đây chờ chứ. Chúng ta phải kết hợp cùng các đơn vị khác đi giải cứu các sĩ quan chứ. Cậu bị ngu bẩm sinh hay do luyện tập đấy? Bây giờ chúng ta đã mất quyền chỉ huy. Đánh kiểu gì? Tiểu đoàn trưởng, chúng ta cứ ở mãi chỗ này cũng không phải chuyện tốt. Anh đã liên lạc với bộ chỉ huy chưa? Sáng sớm nay tôi đã liên lạc với tổng tư lệnh để báo cáo tình hình ở đây rồi. Ông ấy nói chúng ta không được hấp tấp. Chờ Trùng Khánh và bát lộ quân thương lượng xong rồi tính. Tiểu đoàn trưởng, bát lộ quân cử người tới. Cái gì? Bát lộ quân cử người tới? Đánh lén sao? Không phải, họ cử vài người tới. Mà còn có sư trưởng của chúng ta đi cùng. Nói rằng có chuyện cần bàn. Sư trưởng, đừng có bắn, chúng ta đến đây để bàn bạc, không phải để đánh nhau. Sư trưởng, có nên bắt hết đám bát lộ quân này lại không? Không, tôi đến để truyền đạt lại lệnh của quan tướng quân. Gọi tất cả các sĩ quan trên cấp đại đội trưởng của hai sư đoàn đến đây. Tướng quân có lệnh. Rất nhanh, những sĩ quan trên cấp đại đội trưởng lập tức được triệu tập. Họ vội vàng mang theo người của mình chạy tới. Kết quả là tướng quân ra lệnh giao nộp vũ khí và rút lui. Sư trưởng, anh đang đùa đấy à? Tướng quân muốn tất cả chúng ta đầu hàng bát lộ quân ư? Sao có thể? Lão tử cũng hy vọng đây là giả. Đây là thư của quan tướng quân. Tin hay không thì các người tự xem đi. Đúng là lệnh của quan tướng quân. Sao có thể? Bố mấy thằng ngu thích quân ta đánh quân mình. Sức đấy sao nếu để mà đánh quân địch đi? Ngươi là ai? Sao dám nói chuyện với ta như thế? Thiên hạ võ công, chỉ nhanh không phá. Con mẹ mày, mau bỏ súng xuống. Lão tử là Lý Dương, chính lão tử đã bắt hết các sĩ quan của các người. Ngươi là Lý Dương, người đâu? Bắt hắn lại. Đây con mẹ, các người nghĩ ta chưa chuẩn bị gì à? Ta chỉ cần kéo sợi dây nhỏ này thôi. Các người tất cả sẽ phải tan xác cùng ta. Tên này điên à? Đến thương lượng lại mang theo một đống thuốc nổ. Ngay từ đầu hắn đã không có ý tốt rồi. Đào Tẩu, các cậu giao nộp toàn bộ vũ khí và đạn dược đi. Sau đó trở về vị trí của mình. Đây là lệnh của tướng quân. Dù không cam tâm nhưng đó là lệnh của quan tướng quân. Các sĩ quan vẫn phải bàn giao hết vũ khí và đạn dược của hai sư đoàn. Sau đó rời đi. Lý Dương lại cho người trói sư đoàn trưởng kia lại và mang về. Lý Dương, không ngờ tiểu tử ngươi lại có biện pháp khiến quân chủ lực giao nộp hết vũ khí và đạn dược. Lần này chúng ta tự nhiên được lợi rồi. Anh có chắc tất cả vũ khí sẽ đến tay chúng ta không? Ý anh là sao? Đây là vũ khí của hai sư đoàn tinh nhuệ của quân chủ lực. Hơn nữa còn là sư đoàn tăng cường được trang bị vũ khí đầy đủ hơn. Anh nghĩ trụ sở chính sẽ bỏ qua miếng thịt béo này ư? Cho chúng ta hốc hết. Sao đi đâu cũng không qua được bộ phận hậu cần vậy? Chuyện này liên quan gì đến họ chứ? Chúng ta vất vả làm mới có được. Phải là của chúng ta. Dựa vào cái gì mà họ đòi chia chác? Anh đừng phàn nàn nữa, muốn đổi súng thì đổi nhanh đi. Nhân tiện trung đoàn 1 và trung đoàn 2 ai cần thay súng thì cũng làm nhanh lên đi. Nếu không người của bộ phận hậu cần đến thì không còn cơ hội đâu. Thông báo cho các chiến sĩ ném đống sắt vụn cầm trên tay đi. Đổi vũ khí mà họ muốn. Nhớ là đổi chứ không lấy. Vũ khí thay thế còn dùng để giao nộp nữa. 2 giờ sau, các chiến sĩ đã trang bị vũ khí tốt nhất. Súng kiểu 92 thay thế hết bằng thông sơn và súng cao cấp hơn. Bộ phận hậu cần đến thấy toàn là súng 92. Mặt tái xanh. Tôi nói hai người đừng bắt nạt một trưởng bộ phận nhỏ như tôi được không? Đó là vũ khí hai sư đoàn của quân đội trung ương. Đừng nói với tôi, bọn họ dùng toàn súng của quân Nhật nhé. Ngay cả súng máy hạng nặng cũng của Nhật. Tôi không thể kiểm kê thế này được. Đây không phải lần đầu anh làm việc với chúng tôi. Súng máy hạng nặng nào mà chả là súng máy. Tôi không tin các trung đoàn khác không cần thứ này. Anh yên tâm quay về báo cáo với bộ trưởng của các anh đi. Nếu có vấn đề gì thì cứ tìm Lý Dương. Bộ trưởng của các anh sẽ hiểu thôi. Động đến tên khổ Lý Dương kia thì sợ là một khẩu súng cũng không lấy được. Được rồi, dù sao lần này quân chủ lực đầu hàng cũng là do các anh làm. Tôi sẽ báo cáo trung thực với bộ trưởng.
Nếu có chuyện gì thì cũng không thể trách tôi được. Anh nghĩ đúng đấy. Đi chơi gái không? Điện tín từ trụ sở chính. Họ muốn chúng ta tự đàm phán với Trùng Khánh. Đích thân tư lệnh chọn con làm người sẽ đứng ra đàm phán lần này. Để xem giải quyết xung đột lần này thế nào. Cha, chuyện này không dễ giải quyết. Bên Trùng Khánh nhất định sẽ yêu cầu thả người. Hơn nữa họ chắc chắn sẽ khiển trách chúng ta. Nói chúng ta làm phá hoại mặt trận thống nhất. Cho nên chuyện này phải tính toán thật kỹ. Lần này mới chỉ đàm phán qua điện thoại thôi. Con cứ nghĩ xem nên nói gì đi. Tôi là Lý Dương, các ông muốn nói gì với tôi? Lý Dương là tôi. Có chuyện gì vậy Lý Tướng Quân? Lý Dương, chúng ta cũng không làm nhảm nữa. Lần này chúng tôi gọi đến là để bàn bạc với anh. Nói đi, các ông muốn gì? Nếu lợi ích đưa ra không đủ, vậy thì để tất cả những người đó ở lại bắt lộ quân đi. Vài bữa cơm chúng tôi lo được. Lý Dương, như thế này đi. Chủ tịch đã quyết định giao cho anh một cơ sở lữ đoàn khác, cộng thêm vũ khí và trang bị của hai trung đoàn. Lần này anh thắng rồi, không có gì để mất. Coi như bán cho tôi một cái thể diện mà thả những sĩ quan của quân chủ lực ra được không? Lý Tướng Quân, tôi nể mặt ông lắm nên mới nói chuyện đấy. Người khác thì tôi tắt máy lâu rồi. Ông đùa tôi à? Ông nghĩ bát lộ quân chúng tôi thiếu vũ khí sao? Vậy anh nghĩ sao về biên chế của một sư đoàn? Tôi sẽ cho bên anh biên chế cũng như vũ khí của một sư đoàn. Vui vẻ thì sau này dễ nói chuyện. Đó là thành ý lớn nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. Lý Tướng Quân nói cũng không đúng. Bát lộ quân chúng tôi lần này tiêu diệt nhiều quân địch như vậy, vậy mà chỉ nhận được biên chế và vũ khí của một sư đoàn. Chủ tịch không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt quân đội trung ương à? Nếu các ông cứ vậy thì tôi cúp máy đây. Đợi đã, đừng cúp máy. Lý Dương, chúng ta nói chuyện vui vẻ được không? Đừng lo, nếu có điều kiện gì thì anh cứ nói ra. Ông là ai? Tôi là Tổng Tham mưu trưởng quân chủ lực. À thì ra là Tổng Tham mưu trưởng. Tổng Tham mưu thứ lỗi. Không phải là tôi không nể mặt ông, mà lần này các ông đã đi quá xa, không chỉ là xích mích đơn thuần nữa rồi. Đây là một cuộc nội chiến lớn. Nếu chuyện này được truyền khắp các báo đài, vậy thì không biết người dân cả nước sẽ nói sao về quân chủ lực nhỉ? Lý Thiếu Tướng có yêu cầu gì xin cứ nói. Nếu chúng ta đáp ứng được thì sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì tôi nói, lần này bát lộ quân chúng tôi muốn mở rộng quy mô, không được dưới biên chế và vũ khí của năm sư đoàn. Tất cả phải được chuẩn bị sẵn sàng thế nào? Hà Tổng Tham mưu trưởng do dự, kinh ngạc nhìn Lý Tướng Quân một cái, phát hiện đối phương cũng kinh ngạc nhìn mình. Năm sư đoàn tổng cộng là 100.000 người, họ lấy đâu ra vũ khí và trang bị cho 100.000 người? Lý Thiếu Tướng, việc này thực sự không để đáp ứng được. Biên chế của năm sư đoàn là quá nhiều. Hay thế này đi, chúng tôi sẽ cung cấp biên chế của hai sư đoàn hạng Anh. Đây là điều kiện cao nhất chúng tôi có thể đưa ra. Nếu anh vẫn không đồng ý thì chắc không cần phải nói thêm nữa. Tôi biết Tổng Tham mưu trưởng khó xử, nhưng tôi cũng vậy. Tôi vừa mới nói với anh em là muốn đòi biên chế của 10 sư đoàn, để tất cả họ đều được thăng chức. Bây giờ chỉ cần 5 sư đoàn đã là cắt giảm đi một nửa rồi. Ít hơn nữa thì khó nói chuyện với anh em lắm. Nhưng 5 sư đoàn là quá nhiều, chủ tịch sẽ không đồng ý. Hà Tham mưu, thế này đi. Các ông không cần cung cấp biên chế của 5 sư đoàn cho chúng tôi, chỉ cần cung cấp biên chế của 2 sư đoàn và vật tư chế tạo vũ khí cho 3 sư đoàn còn lại. Chỉ cần có đủ vật tư là được. Chúng tôi sẽ tự chế tạo cho vũ khí còn lại. Ông thấy sao? Lý Thiếu Tướng, việc này tôi không thể tự quyết định. Tôi cần xin ý kiến chủ tịch. Anh có thể đợi một chút được không? Được, nhưng phải trả lời tôi trước 5 giờ chiều đấy. Nếu không thì không cần tiếp tục đàm phán đâu. Nhận biên chế của 2 sư đoàn hạng Anh đấy, sao không đồng ý luôn? Bên Trùng Khánh không phải kẻ ngốc, sao có thể cho chúng ta nhiều hơn được chứ? Đúng đó Dương Tử, nếu chủ tịch ủy ban quân sự đổi ý, ngay cả biên chế của một sư đoàn cũng không cho, vậy thì rắc rối lớn rồi. Lần này cậu thực sự liều lĩnh đấy. Cha, chính ủy, chúng ta đang ở trong một cuộc đàm phán. Lợi ích phải đưa lên hàng đầu. Nếu không có vũ khí thì phải có biên chế. Nếu không có biên chế thì phải có tiền. Dù sao miễn là có lợi ích. Thế thì mặt dày một chút cũng chẳng sao. Nếu họ từ chối thì sao? Rất đơn giản. Nếu họ không đồng ý thì thôi, chúng ta cũng chẳng mất gì cả. Lý Thiếu Tướng, chúng tôi đã bàn bạc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh biên chế của 2 sư đoàn hạng Anh và 2 sư đoàn hạng B. Trong đó chỉ phân phối vũ khí cho 2 sư đoàn hạng Anh. Đây là điều kiện cao nhất chúng tôi đưa ra rồi. Nếu anh vẫn không đồng ý vậy thì đàm phán kết thúc. Được rồi, các người vẫn rất kẹo kiệt nhỉ. Tôi biết anh sẽ nói vậy, thế này đi. Gần đây có một lô thiết bị nhập từ Mỹ. Tất cả đều là súng tiểu liên. Tặng cho các anh coi như cảm ơn vì lần trước đã giúp tôi. Lô vũ khí nhập này chỉ có đủ cho một tiểu đoàn. Ngoài ra tặng cho anh 500.000 tiền Pháp, như vậy được không? Như vậy thì xấu hổ lắm. Làm thế khác nào lợi dụng Lý Tướng Quân chứ? Khốn nạn, giờ này còn đạo đức giả ư? Tôi còn lạ gì tính cách của anh? Cho mọi thứ được chuyển đến mong anh mau chóng thả người của chúng tôi. Nhưng nhớ đừng gây thêm rắc rối cho họ. Dương Tử, lần này con lập công lớn rồi. Không được, phải báo cáo trụ sở chính ngay. Năm đó chiến đấu chống Nhật,
Lý Dương giúp bát lộ quân chế tạo súng, còn bắt cóc các sĩ quan của quân chủ lực. Mọi người đều nghĩ sẽ gây ra tai họa. Bên Trùng Khánh lại chọn đàm phán để trao đổi các sĩ quan. Tin tức đến trụ sở chính bát lộ quân, trụ sở chính lập tức xôi trào. Mọi người đến xem đi, đây là lợi ích mà tiểu tử Lý Dương mang lại đấy. Biên chế một tập đoàn quân, hai sư đoàn hạng Anh và hai sư đoàn hạng B. Lý Dương đã nói thế. Tiểu tử này giỏi như vậy sao? Thực sự moi được của quân chủ lực quá nhiều. Đỉnh đỉnh đỉnh. Theo tôi thì cứ để Lý Dương đến xưởng vũ khí đi. Anh Trương ở xưởng vũ khí đã phàn nàn với tôi hơn một ngày rồi, phải điều Lý Dương qua. Các cán bộ cấp cao thảo luận xem tiếp theo nên chuyển Lý Dương đi đâu. Cuối cùng tư lệnh cũng quyết định. Tiểu tử Lý Dương đó đi đâu thì các anh không cần quan tâm nữa. Tôi đã sắp xếp cho hắn rồi. Các anh sẽ biết sớm thôi. Tư lệnh, anh chuẩn bị thăng chức cho Lý Dương sao? Cậu ấy có rất nhiều đóng góp to lớn. Tôi nghĩ để làm sư đoàn trưởng cũng không quá đáng. Tiện lần này thăng chức luôn cho cậu ấy đi. Như vậy thì hai cha con họ đều là cán bộ cấp cao rồi. Cũng coi như hai phụ tử ra trận. Cũng sẽ tạo nên câu chuyện truyền kỳ cho bát lộ quân. Bây giờ cậu ấy chỉ là tiểu đoàn trưởng, một phát nhảy hẳn ba bậc thì nghe vẻ không hợp lý chút nào. Đừng bận tâm nữa, tôi sẽ tự có sắp xếp. Cha, lần này chúng ta được một tập đoàn quân đội. Cha nói xem nữ đoàn độc lập có được thăng chức không? Nghe vậy Lưu Lữ trưởng sửng sốt, cau mày suy nghĩ một lúc. Cũng rất có thể. Anh Lưu, Dương Tử nói có lý. Lần này chúng ta nhận được biên chế một tập đoàn quân đội, ngoài ra còn lập công lớn nữa, rất có khả năng sẽ được thăng chức. Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước. Không biết lần này cha sẽ được thăng lên làm tư lệnh quân đoàn hay phó tư lệnh quân đoàn đây. Tiểu tử người nghĩ cũng hay thật. Nhưng mà để lão tử trở thành tư lệnh quân đoàn 41 thì cũng hợp lý đấy. Cũng có thể lắm. Dù sao thì khi biên chế của một quân đoàn đến đây, lúc đó cha chắc chắn sẽ là tư lệnh quân đoàn. Con là phó tư lệnh. Hai cha con ta đều thành cán bộ cấp cao rồi. Trụ sở chính có người đến. Nhắc Tào Tháo đến ngay. Quân trưởng, sao ông đến đây? Có phải để ban thưởng cho chúng tôi? Nghĩ đúng đấy. Sau khi trụ sở chính xem xét, quyết định nâng cấp lữ đoàn độc lập thành sư đoàn độc lập. Tất cả cán bộ đều thăng một cấp. Về các loại vũ khí khác. Ơ cái đệch, dù sao thì lợi ích cũng là do tôi lấy về. Các người ăn tí rau thì cũng phải cho tôi tí bún chứ. Ăn thăm thấy không sợ nghẹn à? Lý Dương, đừng để mồm đi xa quá. Ít nhất cũng được thăng chức. Ngoài ra, trước đây không phải cậu luôn nói cần cử những người có văn hóa đến đây sao? Trụ sở chính lần này sẽ bổ sung cho các cậu. Còn nữa, nếu cậu cần nguyên liệu thì có thể đến thẳng kho vũ khí. Bộ phận hậu cần sẽ tạo điều kiện cho các cậu. Lần này có một sự sắp xếp cho cậu nữa. Sắp xếp gì cho tôi? Chẳng phải đã thăng cấp cho tôi thành trung đoàn đặc vụ sao? Đúng là trung đoàn trưởng. Nhưng trung đoàn này sẽ là trung đoàn bộ binh. Trung đoàn này sẽ do cậu chỉ huy. Về phần sắp xếp cũng như chiến lược thì do cậu quyết. Nhưng tư lệnh có yêu cầu. Đó là khi bắt đầu cuộc chiến với quân địch vào năm sau. Phải cho thấy sự hiệu quả. Quân trưởng, quay về nói với tư lệnh. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ nâng tầm đẳng cấp. Được, vậy tôi chờ tin tốt của cậu. Dương Tử, con muốn làm gì? Trung đoàn hiện đại. Là cái gì? Là thế này. Trung đoàn bộ binh thực ra là một loại bộ binh cơ giới hiện đại. Thì nó vẫn là bộ binh mà. Nó khác với bộ binh của chúng ta như nào? Khác biệt là trung đoàn của con là trung đoàn hiện đại. Nói thẳng ra là di chuyển không dùng chân trần nữa mà là dùng phương tiện. Đầu tiên sẽ bắt đầu bằng xe máy. Còn có cả xe tải nữa. Có thể dùng để vận chuyển bộ binh. Tiểu tử ngươi nói thì hay đấy. Nhưng lấy đâu ra phương tiện cho cả một trung đoàn? Đúng là bát lộ quân rất nghèo. Dù là xe máy hay xe tải thì đều có tác dụng rất to lớn. Chẳng trách tư lệnh cứ nói mãi. Ý tưởng của Lý Dương hoàn toàn tiến bộ. Mặc dù tốt nhưng lại rất khó thực hiện. Dương Tử, con nghe lời ta đi. Bỏ qua cái trung đoàn bộ binh hiện đại đi. Ta sẽ kiếm cho con một trung đoàn bộ binh bình thường. Không, con phải thành lập một trung đoàn hiện đại. Như vậy thì thực lực của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều. Được rồi, nếu cần hỗ trợ thì cứ nói. Nhưng con phải nói cho ta biết, con muốn thành lập một trung đoàn hiện đại như thế nào. Tổng bao nhiêu người? Tiểu đoàn sẽ cấu thành như nào? Con nghĩ sẽ giữ nguyên người tiểu đoàn đặc vụ. Cần thêm hai tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo binh, một đại đội chiến sĩ, một đội vận tải. Có lẽ có rất nhiều người đấy. Chắc phải hơn 5.000 người. Cái gì? 5.000 người? Con lập trung đoàn hay lữ đoàn mà cần nhiều người thế hả? Cha, tiểu đoàn đặc vụ đã có 2.000 người rồi. Con chỉ thành lập một trung đoàn gồm 5.000 người đã là rất ít rồi. Sau này nếu có thêm trang bị thì con sẽ tiếp tục mở rộng. Được, nếu con cần người thì ta sẽ nhờ chính ủy tìm cho. Nhưng tiểu tử ngươi hãy kiềm chế một chút. Đừng có làm hỏng chuyện đấy. Cậu lấy đâu ra nhiều xe như thế? Tôi nghĩ ra cách rồi. Cũng đã thỏa thuận với tư lệnh. Ngày mai gặp họ ở trụ sở chính.
Hôm nay tập hợp mọi người lại là vì thiếu tướng Lý Dương vừa nhận được một tiểu đoàn súng máy Mỹ. Tôi biết mọi người đều thiếu trang bị, vì thế tập hợp mọi người để rút thăm trúng thưởng. Sao lại chơi trò đỏ đen thế? Mọi người có thể đổi vé rút thăm. Một xe ba bánh đổi 10 vé rút thăm. Một xe tải đổi 100 vé rút thăm. Đổi càng nhiều thì xác suất trúng thưởng càng lớn. Có thể tự chọn số. Người chiến thắng sẽ nhận được tất cả súng máy và tất cả các xe đã đổi. Mọi thứ đều dựa vào may mắn. Nếu nhiều người chọn cùng một số thì sao? Vậy thì sẽ phân phối theo giá trị đổi thưởng. Vậy thì không phải đổi bằng xe tải thì sẽ có cơ hội cao hơn sao? Tôi đổi một chiếc xe tải. Tôi cũng đổi một chiếc xe tải. Mọi người đổ xô và đổi vé rút thăm. Ai cũng muốn nhận được giải thưởng. Chỉ có Vương Văn Long ở một bên thấy Lý Dương từ đầu đến cuối vẫn im im. Suy nghĩ, anh Vương, anh không đổi sao? Nếu chúng thì ăn to mẹ rồi. Tôi nghèo lắm, làm gì có mà đổi. Dưới cảm dỗ rất lớn, vé rút thăm nhanh chóng đã hết. Được rồi, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Số trúng thưởng là 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Ai là người chiến thắng? Là tôi đã mua hết số vé trúng thưởng. Không sai, là Lý Dương. Phần thưởng có tổng 220 xe tải. Rất nhiều xe ba bánh và lô súng máy này. Chúc mừng. Làm sao có thể mua chúng hết các số được? Điều này là không thể nào. Quyền hạn cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Không trúng thì đừng nói nhiều. Lần sau cố gắng. Sự kiện đến đây kết thúc, mọi người về trước đi. Thấy tôi hợp tác thế nào? Không hổ là tư lệnh. Chia đều 5, ok. Vấn đề vận tải đã được giải quyết. Năm tới cậu phải cho tôi thấy sự hiệu quả. Tư lệnh yên tâm đi. Nửa tháng tới, lực lượng hiện đại của Lý Dương đã có kết quả ban đầu. Hiện tại có một nhiệm vụ quan trọng cho con. Chuyện gì vậy cha? Làm con sốt ruột quá đấy. Chẳng nhẽ quân địch tấn công? Lần trước tư lệnh nói rồi, chúng ta cần một số nhân tài văn hóa chuyên nghiệp. Bây giờ họ đang đến, nhưng nửa đường lại bị quân địch chặn lại. Cần con cứu viện. Nói con biết tình hình hiện tại mà họ gặp phải đi. Những người này đều là học sinh và giáo viên. Tất cả đều còn rất trẻ. Khi lên phía Bắc có đội Sơn Đông hộ tống, nhưng họ chỉ cử một trung đội hộ tống. Trên đường đi gặp phải một trung đội lính Nhật đuổi theo và chặn lại. Hiện tại đang gặp nguy hiểm. Con đưa tiểu đoàn đặc vụ của con tới đó ngay để giải cứu họ. Quân địch lần này điên thật rồi. Đuổi theo một nhóm học sinh mà cũng phải dùng binh lực một trung đội. Chẳng nhẽ chúng rảnh quá không biết làm gì ư? Đừng nói nhiều nữa. Đưa tiểu đoàn đặc vụ lên đường nhanh lên. Người hướng dẫn đang đợi ở cửa rồi. Phải đảm bảo đưa mọi người về an toàn. Vậy con đi đây. Lý Dương nói xong liền đạp xe đạp ra bờ sông. Bảo hầu tử tập hợp binh lực chuẩn bị xuất phát. Chẳng nhẽ chúng ta sẽ chết ở đây à? Đừng lo, tôi tin Lý Dương của tiểu đoàn đặc vụ sẽ cứu chúng ta. Ai xin bẩn bẩn vãi lòn đê. Cho tôi 2 xiên. Vẫn còn tâm trạng ăn xiên bẩn. Không mau đi cứu người. Tới muộn là mất vợ đấy. Vợ sao? Vợ tôi ở đâu cơ? Anh đọc kịch bản trước à? Trung đội trưởng, giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Quân địch ở khắp nơi, chúng ta tiêu đời rồi. Đúng đó Triệu đội trưởng. Số lượng quân địch ở đây quá nhiều, chúng ta không thể đánh bại chúng. Trung đội trưởng Triệu lần này chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người. Toàn bộ trung đội chỉ có hơn 20 người, nhưng dưới sự truy đuổi của quân địch, hiện tại chỉ còn 15 người. Bây giờ cũng đang chật vật với quân địch. Các đồng chí đừng sợ, người của chúng tôi đã chạy đến chỗ lữ đoàn độc lập, yêu cầu họ cứu viện. Tôi tin họ sẽ đến sớm thôi. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, chắc chắn có thể sống sót. Nhưng lữ đoàn độc lập cách chỗ này rất xa, liệu họ có đến kịp không? Yên tâm đi, họ rất phi thường. Chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta kịp lúc thôi. Mặc dù Triệu đội trưởng an ủi mọi người như thế, nhưng trong lòng cũng lo lắng. Đường xá không thuận tiện, họ cũng không thể cầm cự được lâu. Không biết lữ đoàn độc lập có đến kịp không? Các đồng chí, chúng ta phải tin tưởng vào lữ đoàn độc lập. Lữ đoàn độc lập là một đội quân tinh nhuệ. Nếu họ biết tin chúng ta bị quân địch bao vây, chắc chắn sẽ đến sớm thôi. Trung trưởng, không ổn. Quân địch đang đến từ cánh trái. Tiểu Lâm, đem những đồng đội này rút lui ngay. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng có quay đầu lại. Nhớ kỹ là đừng quay đầu lại. Mọi người theo tôi. Còn trung đội trưởng và các chiến sĩ khác thì sao? Tiểu Lâm trong lòng hiểu rõ trung đội trưởng ở lại cơ bản là không thể sống sót. Nhưng không có cách nào khác vì đó là nhiệm vụ của họ. Họ có nhiệm vụ riêng của họ. Đi với tôi. Đừng nói nữa. Nhưng trung đội trưởng và các chiến sĩ cầm cự không được bao lâu. Quân địch lại rất nhanh đuổi tới. Tiểu Lâm lập tức bảo mọi người trốn đi. Một mình cầm súng chuẩn bị liều mạng với quân địch. Đồng chí Tiểu Lâm, anh không thể đi một mình. Ra đó là hẹo đấy. Nhiệm vụ của tôi là đưa mọi người đến lữ đoàn độc lập. Những thứ khác tôi không quan tâm. Tôi sẽ đi dụ quân địch. Mọi người đi theo lộ trình trên bản đồ.
lập tức tiến về phía lữ đoàn độc lập, phải nhanh lên. Mấy thằng lợn kia, có giỏi thì đuổi theo tao. Tĩnh Vân, cô làm gì vậy? Tôi sẽ cứu anh ấy. Không được, chúng ta hiện tại không có súng. Làm thế nào cứu được? Đồng chí Tiểu Lâm liều mạng để đánh lạc hướng quân địch cho chúng ta, hy vọng chúng ta sống sót. Không thể để anh ấy liều mạng phí công được. Bây giờ mọi người hãy trốn đi. Tôi có súng nên tôi sẽ đi cứu anh ấy. Hai người ở đây đừng di chuyển. Đừng để quân địch phát hiện. Nếu không thì phải bỏ mạng ở đây đấy. Ôi rồi, em gái ở đâu ngon thế? Hết đạn rồi. Cô là sinh viên của trung đoàn Sơn Đông à? Mọi người đâu? Các anh là chiến sĩ của lữ đoàn độc lập à? Đúng, chúng tôi là tiểu đoàn đặc vụ bát lộ quân. Chúng tôi được lệnh đến cứu viện. Triệu trung trưởng và mọi người đâu? Trung đội trưởng Triệu họ đã hy sinh để bảo vệ chúng tôi. Đồng chí này, xin hãy nhanh đi cứu các bạn học của tôi đi. Bây giờ họ đang gặp nguy hiểm. Bọn cờ hó này, ở trên địa bàn của lão tử mà dám giết người của lão tử. Chán sống hả? Tiểu Mao, sắp xếp anh em giải cứu tất cả những người còn lại. Đồng chí, để tôi đưa anh đi tìm người. Được, dẫn chúng tôi đi. Đồng chí, tôi là Hứa Tĩnh Vân. Tôi chưa hỏi tên anh. Tôi họ Lý, là tham mưu trưởng của lữ đoàn độc lập. Cứ gọi Lý tham mưu là được. Lý Dương thường không nói cho người khác biết tên, nhất là những người chưa từng gặp bao giờ. Ngoại trừ một trường hợp. Ngươi là ai? Nghe cho rõ đây. Bố mày là Vương Vân Long, chỉ huy lữ đoàn hai bát lộ quân. Lý tham mưu. Phía trước là nơi chúng tôi đã tách ra. Không biết giờ họ thế nào. Yên tâm, chỉ cần họ còn sống, chúng tôi nhất định sẽ cứu được họ. Nói xong liền mang theo các chiến sĩ nhanh chóng đi về phía trước. Tìm một lúc quả nhiên phát hiện một đám giặc phía trước. Lý Dương nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng ra hiệu cho các chiến sĩ phía sau, để họ lập tức tấn công. Các bạn, Lý tham mưu của lữ đoàn độc lập đến cứu chúng ta. Chào Lý tham mưu, tôi là đội trưởng của đội này, tên Khâu Thượng Võ. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Đoàn trưởng, ở đây còn một người sống sót, nhưng bị thương rất nặng. Là đồng chí Tiểu Lâm, anh ấy còn sống. Tuyệt quá. Đồng chí Tiểu Lâm, ổn không? Mọi người không sao chứ? Không sao, người của lữ đoàn độc lập đã đến cứu chúng ta. Đại đội 9 Trung đoàn 3 Trung đoàn Sơn Đông, Tiểu Lâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiểu đoàn đặc vụ lữ đoàn độc lập. Tiểu Lâm nghe thấy tiểu đoàn đặc vụ, lúc đó mới an tâm nhắm mắt. Tiểu Lâm, cậu ấy chỉ ngất thôi. Được rồi, chúng ta về thôi. Tiểu Mao cũng gửi về đi. Chiến sĩ đó không sao đâu, anh ở đây trông chừng đi. Đợi chúng tôi trở về sau đó sẽ quay lại đón các anh sau. Tiểu tử này lại đem con bỏ chợ rồi. 2 giờ sau, mọi người cuối cùng đã về đến. Lưu sư trưởng vội vàng ra đón. Mọi người đi đường vất vả rồi, nên nghỉ ngơi trước đi. Những việc khác tạm thời không cần quan tâm. Lưu sư trưởng, tôi có thể đến tiểu đoàn đặc vụ xem xét được không? Tĩnh Vân lúc này cũng không muốn nghỉ ngơi. Cô ấy muốn xem Lý Dương trông thế nào. Này, tiểu đoàn trưởng của các cậu đang ở đâu? Tiểu đoàn trưởng đã lái xe đi đón những người còn lại. Chỉ là đi đón người mà thằng nhóc đó cũng tự đi sao? Bình thường nó lười như chó mà. Đồng chí Tĩnh Vân, Lý Dương hiện không có ở đây. Tôi sẽ để người khác đưa cô đi. Lý tham mưu có phải Lý Dương không? Đúng, nó chưa giới thiệu với cô sao? Trước, anh ấy chỉ nói anh ấy họ Lý. Là tham mưu trưởng của lữ đoàn độc lập. Không hề nói mình là Lý Dương. Tính cách nó luôn thận trọng, xin đồng chí đừng bận tâm. Tôi sẽ nhờ người khác đưa đồng chí đi. Anh ấy là Lý Dương sao? Rõ ràng trông còn rất trẻ. Khác hoàn toàn với tưởng tượng. Lần sau có cơ hội nhất định phải hỏi kỹ càng. Đoàn trưởng, có một giáo viên tên Tĩnh Vân hỏi thăm anh. Anh có hứng thú với cô ấy không? Dính đến phụ nữ khó thành công lắm. Tốt nhất là không nghĩ tới. Nếu anh muốn có một người phụ nữ bên cạnh thì tự đi tìm đối tượng đi. Tôi tìm thấy rồi. Anh có đối tượng rồi ư? Sao tôi không biết? Chuyện này lâu rồi. Là một cô y tá trong bệnh viện năm nay vừa tròn 18. Anh thực sự đã tìm được bạn gái rồi sao? Không chỉ có tôi mà Hồ Tử và Hắc Hoa còn có bạn gái trước cả tôi cơ. Tiểu đoàn đặc vụ có rất nhiều cán bộ, nhưng hiện tại sợ là chỉ có duy nhất tiểu đoàn trưởng anh là vẫn còn độc thân thôi. Anh dai không mê gái à? Hay là tôi cũng tìm một người vợ nhỉ? Cuộc đời tôi như đi trên băng mỏng. Đoàn trưởng, Tĩnh Vân tìm anh. Lý tham mưu, anh thực sự là tiểu đoàn trưởng Lý Dương sao? Có gì không ổn à?
Không sao, chỉ là trông anh trẻ quá. Có thể cho tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi không? Năm nay cũng ngoài 20 rồi. Thực tế Lý Dương mới 20 tuổi. Sinh năm 1920, năm nay là năm 1940, mới chỉ vừa tròn 20. Anh mới 20 tuổi, thế thì nhỏ hơn tôi 3 tuổi rồi. Có vấn đề gì à? Sao cô ta cứ quan tâm đến tuổi tác của mình vậy? Không có gì. Tôi chỉ tò mò Lý Thiếu Tướng được báo chí ca ngợi trông như thế nào thôi. Muốn tận mắt nhìn thấy. Không ngờ anh lại trẻ vậy. Không giống như tôi tưởng tượng. Do mọi người tự tưởng tượng thôi. Các bài báo hầu như đều đã được chỉnh sửa. Tôi hiểu rồi Lý Thiếu Tướng, lần sau tôi sẽ chú ý. Được rồi, đừng gọi tôi là Lý Thiếu Tướng. Bát Lộ Quân chúng ta căn bản không xưng hô như thế. Cứ gọi tôi là Thầy Lý được rồi. Được rồi Thầy Lý. Cho tôi hỏi mặt dây chuyền này ở đâu ra được không? Tôi có một người bạn cũng có miếng ngọc bội này. Cô nói cái này hả? Đây là cha tôi đưa cho Lưu sư trưởng đó. Tư tư có một miếng ngọc bội giống hệt như vậy. Còn nói anh trai cậu ấy có nửa còn lại. Chẳng nhẽ Thầy Lý là anh trai của cậu ấy? Không thể nào, anh trai của Tư Tư đáng nhẽ đã mất từ 10 năm trước rồi chứ. Tĩnh Vân và Tư Tư là bạn rất thân, hai nhà cũng có quen biết. Một điểm quan trọng hơn là từ khi chưa sinh ra, anh trai của Tư Tư và Tĩnh Vân đã có hôn ước định sẵn. Cha, đã tìm thấy những cán bộ mà con yêu cầu chưa? Chúng ta sắp bắt đầu luyện tập. Nếu chỉ huy cơ sở còn chưa đến nơi thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của chúng ta đấy. Đây là những nhân tài mà ta tìm cho con. Dương Tử, về mặt này con giỏi hơn ta. Con tự sắp xếp những đồng nghiệp mới này đi. Mọi người học ngành gì? Tôi học ngành kỹ thuật dân dụng. Được, cậu đến công trường đi. Tôi là một vận động viên cơ bụng tám múi. Cậu ra làm bảo vệ đi. Tôi học ngành thủy lợi. Được, sau này cậu đi gánh nước đi. Lý Dương dựa vào chuyên ngành và tính cách của họ để sắp xếp công việc hợp lý. Khi hỏi đến người cuối cùng, lại là Hứa Tĩnh Vân. Đồng chí Tĩnh Vân, chúng ta lại gặp nhau. Trước hết cho tôi biết chuyên ngành của cô đi. Tôi học chuyên ngành sư phạm, nhưng sở trường của tôi là kinh doanh. Gia đình tôi cũng làm kinh doanh, được tiếp xúc với kinh doanh từ bé, nên cũng có một số chuyên môn nhất định. Lý Dương nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên. Kinh doanh là kinh tế, loại kiến thức này người bình thường ít ai hiểu được. Cô biết kinh doanh sao? Kiến thức này rất hay đấy. Quản lý hoạt động nhà máy có sự tham gia của công nhân, thậm chí còn có quy hoạch kinh tế địa phương. Bát Lộ Quân có rất nhiều nhà máy lớn, cô có muốn thử không? Bát Lộ Quân có nhà máy sao? Chẳng phải giai cấp vô sản chúng ta không bóc lột công nhân sao? Đồng chí đang nghĩ sai phương thức hoạt động rồi. Nhà máy của Bát Lộ Quân tất cả đều nhằm tạo lợi ích kinh tế. Tất nhiên mục đích chủ yếu là phục vụ quân sự và dân sự. Tôi không thể cầm súng đánh giặc sao? Cái này không phải là không thể. Nhưng trong sư đoàn độc lập chúng tôi không có phụ nữ trong lực lượng chiến đấu đặc biệt. Sống chung cũng bất tiện, mà cường độ luyện tập cũng cao. Tôi sợ cơ thể cô không chịu nổi. Được, vậy tôi sẽ làm việc ở quận ủy địa phương. Ui may vãi nồi, tự nhiên có người thay mình gánh vác một phần công việc rồi. Như vậy thì gánh nặng trên vai mình có thể giảm bớt một phần rồi. Tháng tiếp theo, Lý Dương bắt đầu huấn luyện trung đoàn bộ binh kiểu mới, không chỉ rèn luyện thể chất, mà còn có một khóa đào tạo lái xe mỗi tuần cho mọi người. Sử dụng phương tiện để kéo pháo trên trục đường chính, hành quân liên tục trên một chặng đường dài như vậy có thể tăng khả năng chiến đấu. Đã gần đến đêm giao thừa, Lý Dương lại được nghe tin vui. Cái gì? Cha tôi sắp kết hôn. Cha cậu kết hôn mà cậu không biết, đúng là thằng con thất bại. Ngày đã được định. Vào ngày 28 tháng chạp. Ngày 28 tháng chạp, cũng gần Tết luôn hả? Mà tuổi của cha và mẹ cũng không còn trẻ nữa. Nếu không kết hôn sớm tôi sợ cha tôi không sinh được em trai em gái cho tôi đấy. Không phải tiểu tử ngươi luôn muốn kế thừa tài sản của ông ấy sao? Nếu cha cậu có những đứa con khác, họ chiếm mất tài sản của cậu thì sao? Đánh nó thôi. Nói rất hay. Lần sau đừng nói nữa. Vậy cha có cần chuẩn bị gì cho lễ cưới không? Ông ấy nói muốn mọi thứ đơn giản nhất có thể. Chỉ cần báo cho thủ trưởng biết là được. Ngoài ra cũng sẽ mời thêm vài vị khách. Mà phải mời toàn bộ anh em sư đoàn độc lập ăn một bữa sướng cái mùng chứ. Quân đội bây giờ đang cần tiền nên không thể lãng phí quá nhiều được. Không được, cha tôi là sư trưởng mà cũng có nhiều chiến công xuất sắc. Đám cưới phải hoành tráng chứ. Tại sao tiểu tử ngươi thích gây chuyện vậy? Chúng ta không thể công khai chuyện này cho tất cả biết được. Nhỡ quân địch nghe tin đến gây rối thì sao? Có vẻ là vậy. Vậy thì tôi sẽ không làm loạn nữa. Cứ làm một cách tự nhiên. Chúng ta có hơn 60.000 quân đấy. Muốn làm một cách tự nhiên thì cũng đau đầu lắm. Tốt nhất cậu nên suy nghĩ xem kết hôn có những điều lệ nào đi. Cha cậu hiện giờ đang rất lo lắng đấy. Rất cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi không biết điều lệ gì, tôi chưa kết hôn. Quên đi, nói chuyện với cha trước. Dương Tử, chuyện của ta chính ủy đã nói với con rồi phải không? Có ý tưởng gì không? Cha kết hôn thì con có ý tưởng gì được chứ? Có phải con kết hôn đâu? Tiểu tử ngươi bình thường rất giỏi mà. Sao thời điểm quan trọng lại không biết gì? Ta nói con biết, lần này vợ chồng ta mà xảy ra sự cố thì đừng có trách. Không phải trước đây cha không vội lấy vợ sao? Sao giờ lại kích động thế? Chẳng nhẽ cha làm gì bác sĩ Hoàng rồi? Bỏ cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đi. Lão tử là loại người đó sao? Nói nhảm nữa là ăn đập đấy.
Tiểu Hắc, ngươi có tin lời cha ta nói không? Cha xem, chỉ có chó với tin điều đó. Tiểu tử ngươi cứ chờ đó, món nợ này sau này ta sẽ tính. Nói chuyện chính đi, con có biết điều lệ gì không? Con không biết điều lệ gì cả, ý tưởng của con rất đơn giản. Trước tiên phải tạo niềm vui cho toàn bộ sư đoàn độc lập. Sau đó là đám bạn xấu tính của cha. Gửi thiệp mời, đến hay không không quan trọng, miễn là phải gửi tiền mừng. Lỡ quân địch phát hiện thì sao? Chúng có tới góc vui cùng luôn không? Vấn đề này để con, đảm bảo chúng không dám đến gây rối. Việc mua hoa cưới cũng giao cho con. Đây là tất cả tiền tiết kiệm của ta, chi tiêu hợp lý đấy. Lý Dương nhận túi và xem xét. Rất nhiều đồng đại dương trong đó. Lập tức gật đầu hài lòng. Cha tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thân là con trai, đương nhiên ta phải tiêu hết rồi. Lý Dương tìm đến chỗ Tịnh Vân. Cô ấy làm việc quản lý rất giỏi. Đã là phó giám đốc rồi. Thầy Lý, anh tìm tôi có việc gì sao? Đương nhiên, cha tôi sắp kết hôn. Tôi cần mua vài thứ. Tình cờ là cô lại đang quản lý một số hàng hóa ở căn cứ chúng ta. Cho nên tôi đến đây hy vọng cô sẽ giảm giá cho tôi. Bán cho tôi rẻ hơn. Tĩnh Vân nhận tờ ghi chép. Càng nhìn thì hai mắt mở càng to. Đã 5 phút trôi qua mà vẫn chưa đọc xong. Một tấn kẹo. Còn có 2 tấn hồng. Thêm 1 tấn đậu phộng và táo đỏ. Những thứ này gộp lại. Không có hàng ngàn đại dương thì không thể mua được. Lưu sư trưởng lấy đâu nhiều tiền thế? Đắt quá hả? Vậy cô giúp tôi nghĩ cách được không? Không được, ngân sách sư đoàn không có bao nhiêu tiền. Mà tài chính địa phương cũng không thể vì đám cưới của Lưu sư trưởng mà chi ra vài ngàn đại dương được. Được rồi, chỉ vài ngàn đại dương thôi mà. Tôi sẽ đi mượn ai đó. Bây giờ tôi muốn cô giúp tôi một việc. Việc gì? Cô giúp tôi lên kế hoạch cho đám cưới được không? Những điều lệ cơ bản đều được ghi trong danh sách này rồi. Cô phụ trách bên phía bác sĩ Hoàng. Tôi sẽ sắp xếp các hoạt động của cha tôi. Nói xong, Lý Dương vội vàng rời đi, để lại Tĩnh Vân bối rối. Có thêm mẹ kế mà anh ấy vui vậy sao? Tiểu Mao, chuyển thư này cho quân Nhật. Anh viết thư cho quân Nhật làm gì? Rồi anh sẽ biết. Cựu binh xuyên không về thời kháng chiến. Với kinh nghiệm thời hiện đại, không có súng thì sang căn cứ địch ăn trộm. Không có thuốc thì cũng sang đấy ăn trộm nốt. Bây giờ cha lấy vợ đang thiếu tiền, vì vậy viết một bức thư gửi cho quân Nhật. Lý Dương này khi người quá đáng rồi. Sư trưởng bắt lộ quân làm đám cưới lại muốn đế quốc Nhật chúng ta tặng quà. Cha tôi sắp kết hôn. Tôi hy vọng các người biết điều. Chuẩn bị quà và gửi cho chúng tôi. Danh sách quà ở trong thư. Các người cứ chuẩn bị rồi để quân ngụy mang đến nơi đóng quân của bát lộ quân là được. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Sư đoàn độc lập hiện có hơn 60.000 quân. Nếu bướng là chúng ta ăn đập thật đấy. Không phải quy định một sư đoàn của chúng chỉ có 8.000 quân sao? 60.000 quân thì ngang một quân đoàn à? Ngài nên suy nghĩ kỹ. Với số lượng và vũ khí hiện tại của chúng, sợ là chúng ta không thể tự vệ được. Thôn làng này bướng quá rồi, nhưng mình yếu hơn thật. Thiếu tướng Lý, đây là món quà chúng tôi chuẩn bị cho anh. Chúc Lưu sư trưởng và Lưu phu nhân trăm năm hạnh phúc. Đầu bạc răng nong. Các người biết điều đấy. Để đồ đó rồi té đê. Tuân lệnh thiếu tướng. Bọn này thấy chúng ta dọa cái là đói ra quần ngay mà. Lão tử chỉ cần viết một lá thư là chúng phải ngoan ngoãn mang quà đến. Sớm biết vậy đã tăng gấp đôi danh sách rồi. Quà của chúng phong phú quá. Vẫn còn thiếu vài ngàn đại dương. Xem ra phải liên hệ với Lý Tướng Quân. Chào Lý Tướng Quân. Tôi là Lý Dương. Là Lý Dương à, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Là như thế này. Gần đây kẹt tiền quá, muốn mượn ông một ít để đi bay. Không, gần đây tôi không hề làm phiền cậu. Cậu cũng đừng tìm tôi để mà kiếm mình chứ. Chỉ là cha tôi sắp kết hôn, nên tôi muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng cho cha. Vì thế muốn mượn ông một chút tiền thôi. Hóa ra là anh Lưu sắp lấy vợ. Được rồi, cậu muốn mượn bao nhiêu? Ông cho tôi mượn 3.000 đại dương trước đi. Nếu không đủ thì tôi sẽ tự mình giải quyết. Lý Dương, 3.000 đại dương là một con số lớn đấy. Chúng ta thỏa thuận nhé. Nếu cậu giúp được tôi sẽ đưa miễn phí 3.000 đại dương này cho cậu. Lý Tướng Quân, cứ nói về thỏa thuận đi. Nếu thấy hợp lý thì tôi sẽ làm. Hướng dẫn đào tạo của cậu mang lại hiệu quả chiến đấu rất cao cho chúng tôi. Nhưng sau đó lại xuất hiện vấn đề mới. Chúng tôi cần anh giúp giải quyết nó. Thành giao. Lý Dương đồng ý không chút do dự. Dù sao thì Lý Dương làm cho họ mạnh mẽ thì cũng sẽ giảm áp lực rất nhiều cho bát lộ quân. Mọi thứ sẵn sàng. Cuối cùng cũng đến ngày cưới. Muốn cưới bác sĩ Hoàng của chúng tôi đâu có đơn giản. Lưu sư trưởng hát một bài đi. Tôi có biết hát đâu. Để Dương Tử hát thay đi. Liên quan gì đến con? Cha kết hôn hay con kết hôn thế? Đừng nói nhảm, hạnh phúc cả đời của ta phụ thuộc vào con đấy. Được rồi. Mày hát nhạc đám à? Cha bảo con hát mà. Con biết mỗi bài đó. Bỏ đi, ta sẽ tự làm. Xin lỗi Tú Quyên.
để em đợi 10 năm. Đây là món quà anh dành tặng em. Nửa đời còn lại anh sẽ bù đắp cho em. Lấy anh nhé. Em đồng ý. Hôm nay là ngày trọng đại của tôi. Mọi người ăn uống thoải mái, không say không về. Thầy Lý, tôi còn một việc muốn nhờ anh giúp. Lý Dương đã cảnh giác. Người phụ nữ này rất thông minh. Tốt nhất là đừng để mắc lừa. Có gì cô cứ nói thử xem. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Là thế này, tôi nghĩ chúng ta có thể tự xây dựng một nhà máy giấy không? Giấy làm ra sẽ chuyên cung cấp đặc biệt cho sư đoàn độc lập. Được, tôi đã muốn xây dựng nhà máy giấy từ lâu, nhưng vẫn chưa kịp làm. Nếu cô muốn thì cứ lên kế hoạch ngay đi. Tôi không có vấn đề gì cả. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ làm. Nhưng tôi có vài rắc rối cần thầy Lý tự tay giải quyết mới được. Giúp gì, thiếu nhân lực thì cô cứ tự gọi là được. Bây giờ cô là trưởng bộ phận, nên cô có quyền. Nếu không được thì tôi sẽ ký cho cô. Không phải vấn đề nhân lực, mà là hiện tại không có đủ vốn để xây dựng nhà máy. Tôi muốn nhờ thầy Lý hỗ trợ. Không được, tôi nghèo lắm. Tiền đâu ra? Nếu cô cần tiền thì phải tìm cha tôi chứ. Ông ấy kiểm soát hết tài chính rồi. Ông ấy nói chuyện này cứ để anh lo. Còn nói rằng anh có rất nhiều tiền trong tay. Cho tôi mượn một ít đi, tôi sẽ trả lại sau. Không được, tôi không có tiền. Thầy Lý, tôi biết anh có một kho bạc nhỏ, có ít nhất 5.000 đại dương. Cũng không giấu, anh cho tôi mượn 500 đại dương thôi. Nếu không tôi sẽ nói với Lưu sư trưởng chuyện này đấy. Nghe vậy, Lý Dương sắc mặt tái mét. Khẩu súng của cậu ấy có 30.000 đại dương trong đó. Không ngờ Tĩnh Vân lại biết. Tối đa 300, không thì thôi. Được, 300 thì 300. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nói xong Tĩnh Vân chạy đi. Lý Dương chợt cảm thấy mình bị lừa. Đoàn trưởng, chúng ta bây giờ có sẵn rất nhiều máy móc. Anh có thể nhờ kho vũ khí giúp chế tạo và thu thập nguyên liệu khắp nơi. Rất ít phải dùng đến tiền. 100 đại dương cũng không tới. Đoàn trưởng, anh bị cô ấy lừa rồi. Cô ta giỏi thật đấy. Con dám lừa tiền của lão tử. Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Dậy đi. Cha, hôm nay cha dậy sớm thế. Đêm qua là đêm tân hôn mà. Theo lý thuyết thì hôm nay cha phải nằm bệt chứ. Sao mà phải nằm bệt cơ chứ? Thế mà cha cũng hỏi à? Phụ nữ sẽ hút cạn kiệt tinh khí của đàn ông mà. Vậy mà sao đêm tân hôn cha vẫn dậy sớm như thế? Chứng tỏ cha yếu vờ lờ. Tiêu tử, ngươi nói nhảm cái gì đấy? Nói chuyện công việc đi. Đêm qua địch tấn công huyện Sa Hà. Sao cơ? Bọn cờ hỏi đó ăn gan báo rồi phải không? Sao dám tấn công huyện Sa Hà? Đơn vị nào vậy cha? Sư đoàn 33 huyện Hình Đài sao? Đêm qua không phải lực lượng của sư đoàn 33 tấn công huyện Sa Hà, mà là một đội nhỏ đã đánh lén vào sở chỉ huy của lữ đoàn 1, nhưng không thành công, bị chúng ta tiêu diệt. Nghe thế Lý Dương biết quân địch đang rất tức giận, cho nên mới phái người đến quấy rối. Cha, bọn chúng ra tay rồi, có nên dạy cho chúng một bài học không? Được, vậy cứ để tiểu đoàn đặc vụ thực hiện nhiệm vụ đi. Nhưng nhớ đừng liều quá. Vào ban đêm, Lý Dương dẫn tiểu đoàn đặc vụ đi đột kích. Sau khi binh tướng của huyện Hình Đài biết được, tức giận suýt thì hộc máu. Thưa ngài tướng quân, bắt lộ quân quả bồ láo, chẳng nhẽ chúng ta phải chịu đựng chúng sao? Lệnh cho tất cả binh lính không được hành động, không được đánh rắn động cỏ. Lập tức tập hợp quân đội, nếu không đánh được thì rút quân về. Đủ binh lực thì mới đánh với chúng được. Như vậy có phải quá thụ động không? Tướng quân Nhật lúc này cũng vô cùng bối rối. Hiện tại hắn muốn rút lui, nhưng quân đội đế quốc Nhật luôn vô cùng kiêu ngạo và độc đoán, sao có thể chịu được. Bình tĩnh, căn cứ đã nghĩ ra biện pháp rồi. Năm tới sẽ là kết thúc của chúng. Biện pháp đối phó là gì? Quân đội Quan Đông. Ra vậy, quân đội Quan Đông sẽ gia nhập cuộc chiến. Năm tới sư đoàn độc lập chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Quân địch đang bàn chuyện đánh bại sư đoàn độc lập, mà sư đoàn độc lập bên này lại vui mừng đón năm mới. Chúc mừng năm mới. Tết đến rồi. Lý Dương, ngươi đừng quá đáng. Tết thì kệ mọi người chứ, sao lại đi đánh chúng ta? Đây là ta đánh tiếng cho các người đấy. Ăn Tết cùng cho vui chứ. Coi như cảm ơn phần quà cưới các người tặng cha ta. Thôi thế nhé, lão tử té đây. Tiểu tử, ngươi làm gì thế? Tết nhất phải thế mới vui chứ cha. Ta hỏi con, làm như vậy có thực sự làm cho địa phương phát triển không?
Điều quan trọng nhất là vấn đề thiếu thốn vật tư cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Cha đã nhận được tin gì chưa? Cấp trên gửi điện báo nói quân địch sắp tới sẽ tiến hành phong tỏa chúng ta. Đến lúc đó đừng nói là lương thực, ngay cả những thứ nhỏ nhặt cũng khó mà mang vào được. Con định giải quyết thế nào? Nếu quân địch phong tỏa chúng ta, vậy tại sao chúng ta không tự sản xuất và buôn bán từ bên trong? Việc này cứ giao cho Tĩnh Vân lo đi. Cô ấy rất giỏi việc đó. Dương Tử, tiểu tử ngươi luôn giúp Tĩnh Vân như vậy, rốt cuộc có ý gì? Đừng nói tiểu tử ngươi thích cô ấy nhé. Con giúp cô ấy chỉ là để giảm bớt gánh nặng công việc của con thôi. Như thế thì con đỡ phải thức khuya dậy sớm. Sang năm mới, Lý Dương lại bắt tay vào huấn luyện các chiến sĩ. Sau vài tháng tập luyện, sức chiến đấu tăng lên rõ rệt. Đầu tháng 4 năm 1940, quân địch bắt đầu triển khai tấn công huyện Sa Hà, song song tấn công cả huyện Hàm Đan. Chúng muốn lấy lại hai thành trì này. Trụ sở chính bát lộ quân bên này rất quan tâm đến vấn đề hiện tại. Hiện tại sư đoàn độc lập có bao nhiêu quân? Tôi đã gửi điện báo cho Lưu Thành. Anh ấy nói biên chế sư đoàn họ là 40.000 quân. Tên Lưu Thành này không thành thật rồi. Chắc chắn đã báo cáo sai số. Sao lại thế? Anh ta nói biên chế chỉ có 40.000 quân. Nhưng các anh quên à? Sư đoàn độc lập có Lý Dương. Các anh nghĩ tiểu tử đó sẽ tuyển quân theo biên chế sao? Được rồi, việc bảo vệ thành trì sẽ giao cho sư đoàn độc lập. Phát điện báo ngay đi. Cha, có lệnh gì từ trụ sở chính sao? Dương Tử, lần này quân địch phát động một cuộc tấn công lớn, khốc liệt hơn cả trận Sa Hà năm ngoái. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước. Lần này quân địch có bao nhiêu quân? Theo thông tin hiện tại thì không ít hơn 5 sư đoàn. Hơn nữa chúng còn điều động một lữ đoàn trọng pháo. Ngay cả quân Quan Đông cũng đã tiến về phía nam. Nghe Lưu sư trưởng nói, sắc mặt của Lý Dương cũng biến đổi. Nếu so sánh chiến lược cũng như sức mạnh của hai bên, quân Quan Đông chắc chắn mạnh hơn nhiều. Nếu tất cả chúng đều về phía nam, vậy thì quân ta sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Thế nên chúng ta không thể đối đầu trực diện với quân địch được. Cha hãy hỏi rõ xem quân Nhật sẽ điều động bao nhiêu sư đoàn Quan Đông. Ít nhất 2 sư đoàn. Sư đoàn của quân Quan Đông đều là sư đoàn hạng Anh. Cho dù không phải thì cũng mạnh hơn sư đoàn hạng B rất nhiều. Chưa kể lần này chúng còn phối hợp cả một lữ đoàn trọng pháo. Đối với bát lộ quân thì đó là sức mạnh hủy diệt. Trận này vô cùng khó đánh. Quân Nhật rất có thể còn điều động cả máy bay. Lực lượng phòng không của chúng ta quá yếu. Cộng thêm lần này quân Nhật gần như dốc toàn lực. Có bao nhiêu đơn vị thiện chiến có thể giúp chúng ta chiến đấu? Có các sư đoàn trực thuộc quân đoàn 41, thêm cả quân đoàn 1 mới thành lập của bát lộ quân. Khá nhiều đấy. Cha, cho dù lần này chúng ta không đánh bại được chúng, thì quân Nhật cũng đừng hòng chiếm được căn cứ địa của chúng ta. Trụ sở chính có yêu cầu gì thêm về nhiệm vụ bảo vệ hai thành trì lần này không? Không có, trụ sở chính chỉ nói muốn chúng ta bảo vệ hai thành trì này thôi. Nếu thực sự không giữ được thì chúng ta có thể rút lui. Nghe vậy, Lý Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải tử thủ, thì lối đánh sẽ linh hoạt hơn. Đánh đéo được thì té. Cùng lắm là sau này nghĩ cách đánh chiếm lại là được. Như thế thì quân ta sẽ có không gian hoạt động lớn hơn. Tiểu tử ngươi nói thật đi. Lực lượng hiện đại của con bây giờ có sức chiến đấu như nào? Trong trường hợp chiến đấu trực diện, con có thể đảm bảo trung đoàn hiện đại sơ tái một lữ đoàn bộ binh của Nhật luôn. Cha hài lòng về câu trả lời đó chưa? Dương Tử, chuyện này không thể đùa được đâu. Chúng tôi cần biết chính xác sức chiến đấu của trung đoàn cậu. Như thế thì khi lập kế hoạch triển khai mới không bị sai sót. Cha, chính ủy, nếu hai người nghĩ hiệu của chiến đấu của trung đoàn hiện đại không tốt, vậy thì cứ để trận chiến lần này chứng minh đi, thế nào? Cứ làm vậy đi. Vài ngày sau, sư đoàn độc lập đang trong không khí căng thẳng, mùi thuốc súng nồng nặc. Dương Tử, tình hình đã được xác định. Quân Quan Đông đã điều động sư đoàn 23 và 24, cộng với lữ đoàn pháo binh hạng nặng số 5. Các sư đoàn thông thường tham gia là sư đoàn 41 và 101. Còn có vài lữ đoàn bộ binh, tổng binh lực vào hơn 150.000 quân. 150.000, vậy là nhiều hơn trận Sa Hà năm ngoái rồi, đã là con số chính xác chưa? Thực ra còn rất nhiều. 150.000 này chỉ là lực lượng chủ lực của quân Nhật thôi. Nếu cộng thêm lực lượng phối hợp với các hướng khác, tổng binh lực phải hơn 200.000. Cha, bát lộ quân lần này quân số có bao nhiêu? Thành thật mà nói thì cũng không biết chính xác là bao nhiêu. Nếu cộng thêm quân chủ lực và quân đội tuyến 2 của bát lộ quân, thì quân số hiện nay khoảng 600.000 người. Cha, bát lộ quân chúng ta hiện nay có nhiều quân vậy sao? Đó là vì trận Sa Hà năm ngoái của chúng ta câu được rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn thu được rất nhiều vũ khí và trang bị, nên mới phát triển được như bây giờ. Không ngờ con lại đóng góp nhiều như vậy. Vậy sư đoàn chúng ta có bao nhiêu người? Lực lượng chính cần 80.000 quân, cộng thêm lực lượng dân quân và du kích khoảng 20.000. 100.000 quân sao? Cha, chúng ta thực sự có 100.000 quân thật ư? Gần đây con bận quá đến mức ngu luôn à? Địa bàn của chúng ta không nhỏ, kéo dài từ huyện Hàm Đan về phía Tây, thậm chí đến tận vùng núi Ngào Đớ còn có quân ta đóng quân. Cha không hổ là sư đoàn trưởng, quá lợi hại. Thằng nhóc ngươi đừng có nịnh bợ. Lần này ta tới đây là có nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ quái gì mà khiến cha căng thẳng vậy? Lữ đoàn pháo binh hạng nặng của Nhật đóng quân ở huyện Đại Khâu và khu vực gần đó. Ngoài ra còn có một đại đội bộ binh đi cùng.
Lần này giao cho con một nhiệm vụ, đó là tiêu diệt toàn bộ chúng. Cha, con không muốn nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này quá khó để hoàn thành. Nếu muốn tiêu diệt một lữ đoàn trọng pháo của Nhật, vậy thì trung đoàn hiện đại sẽ tổn thất rất lớn. Không phải tiểu tử ngươi luôn khoe khoang hiệu quả chiến đấu của trung đoàn hiện đại có thể so với sư đoàn hạng Anh của Nhật sao? Giờ nhận nhiệm vụ thì lại é ra quần rồi sao? Cha, đó là sức mạnh chiến đấu trên lý thuyết thôi. Nếu bước vào một trận chiến sinh tử một chọi một thực sự, nhưng trên chiến trường thì lại hoàn toàn khác. Tiểu tử ngươi cũng biết điều rồi đấy. Không còn dám cậy mạnh nữa. Nắm bắt tương đối về bản thân và tổng thể rồi. Đừng trêu con nữa. Cha có cách chiến đấu cụ thể nào không? Không có. Ta chỉ muốn con nghĩ ra cách làm thịt lữ đoàn trọng pháo của địch đó. Đó là lý do ta gọi con đến đây. Nhiệm vụ này giao cho con, nhưng phải đợi đến khi trận chiến bắt đầu. Con mới có thể cho cha biết kế hoạch cụ thể. Tình hình xoay chuyển, cũng không biết tiếp theo quân Nhật sẽ làm gì. Vì vậy con cũng chưa có phương án tác chiến nào. Được, con về đi. Nếu có chuyện gì thì ta sẽ gọi sau. 3 ngày sau, quân Nhật điều động 2 sư đoàn. Một sư đoàn tấn công vào huyện Sa Hà. Một sư đoàn khác thì đi vòng qua phía đông, muốn tấn công huyện Hàm Đan. Mà Lý Dương luôn muốn đập quân địch giờ cũng đã xuất hiện ở đây. Lý Dương, sao anh còn ở đây? Anh không ra tiền tuyến chiến đấu sao? Sao phải vội thế? Còn chưa tới lúc tôi hành động đâu. Thương vong của chúng ta thế nào? Lần này chúng ta có hơn 800 người bị thương. Trong đó có 300 người đã hy sinh. Hơn 200 người bị thương nặng. Hơn 200 người bị thương nhẹ. Bên lữ đoàn 2 sao rồi. Họ đang ở hướng tây của huyện Sa Hà, tham gia ngăn chặn quân địch đang bao vây cùng với lữ đoàn 3 mới của Vương Vân Long. Sư trưởng qua đó rồi, cuộc chiến bên đó cũng vô cùng thảm khốc. Lữ trưởng, sư trưởng gửi điện báo tới, nói quân địch đang chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Ra lệnh cho mọi người sẵn sàng chiến đấu. Quân địch chuẩn bị tấn công. Tham mưu trưởng đấy à, đây là bên chỉ huy sư đoàn. Sư trưởng báo cho anh biết, quân chủ lực của chúng ta chuẩn bị hành động. Đã rõ. Hồ Tử, thông báo cho cả trung đoàn tập hợp, có nhiệm vụ khẩn cấp. Quân Nhật đã điều động lữ đoàn trọng pháo số 5. Mục tiêu hướng tới là huyện Sa Hà. Lần này bắt lộ quân xong đời rồi. Sĩ quan này là người lúc trước bị Lý Dương bắt cóc. Hôm nay thấy bắt lộ quân bị đập, họ vui như được chơi gái. Cái đám củ lìn bắt lộ quân đó cuối cùng cũng sắp tiêu đời rồi. Lũ khốn các người, não mọc ở dưới lỗ đít hết rồi phải không? Nếu bắt lộ quân bị tiêu diệt thì chúng ta cũng xong đời luôn. Hơn nữa các người đừng quên, đến giờ vẫn còn một thông tin tình báo chưa lấy được. Còn thông tin gì nữa? Đương nhiên là hướng đi của Lý Dương. Hiện tại chúng ta vẫn không biết thằng nhóc đó đang làm gì. Cậu ta luôn tạo ra phép màu. Quân Nhật xuất phát lúc 6 giờ chiều. Bây giờ mới 8 giờ. Chúng ta phải đi vòng qua chúng càng sớm càng tốt. Hãy chắc chắn rằng phải tiêu diệt chúng nhanh nhất có thể. Đoàn trưởng, chúng ta đang ở hướng Bắc. Rất nhiều quân địch đã hình thành phòng tuyến. Đi thẳng thì chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện. Chúng ta đi vòng qua phía Tây. Đi thành một vòng tròn lớn xuyên qua phía sau quân Nhật. Sư trưởng, điện báo của Lý đoàn trưởng. Thằng nhóc này ở đâu mà không báo cáo vị trí? Anh Lưu, Dương Tử không gửi vị trí là có ý đồ đấy. Ý cậu ấy là muốn chúng ta cầm chân tất cả quân Nhật ở phía trước, không để chúng rút lui khỏi trận chiến. Chẳng lẽ cậu ấy biết quân địch sẽ chạy? Thằng nhóc này muốn tiêu diệt quân địch, nhưng lại sợ quân địch sẽ gửi quân tiếp viện đến. Đó là lý do vì sao nó muốn chúng ta cầm chân quân địch. Anh nói sao cơ? Chẳng nhẽ tiểu tử này đã phát hiện ra vị trí lữ đoàn trọng pháo của địch? Nhanh, lập tức gửi điện báo xem trung đoàn hiện đại đang ở đâu. Đài báo của trung đoàn hiện đại đã tắt, không thể liên lạc với họ. Con mẹ nó, thằng nhóc này lại định làm gì? Sao lại không báo cáo vị trí? Anh Lưu, tôi nghĩ không cần phải lo lắng về sự an toàn của Dương Tử đâu. Trung đoàn hiện đại được Dương Tử huấn luyện thì khả năng chiến đấu chắc chắn không tệ, vượt xa tất cả các trung đoàn bộ binh mà chúng ta đang có. Đoàn trưởng, phía trước phát hiện rất nhiều xe tải và bộ binh Nhật. Hơn nữa những chiếc xe tải này còn kéo theo trọng pháo. Đây chắc chắn là mục tiêu của chúng ta. Truyền lệnh của tôi, mọi người sẵn sàng chiến đấu. Quân Nhật sắp tiến vào chiến trường. Chuyện quái gì vậy?
Sao gần huyện hình đài như vậy mà vẫn bị đánh lén chứ? Quân bộ binh ở tiền tuyến làm ăn kiểu gì? Tại sao không tiêu diệt hết kẻ thù trên đường chính trước? Xin ngài đừng lo lắng. Toàn bộ lực lượng chủ lực của bát lộ quân đều ở huyện Sa Hà. Mấy đám lâu la đánh lén chúng ta bây giờ chắc là một vài tiểu đội thôi. Tôi sẽ đưa người lên tiêu diệt chúng. Được rồi, người đưa người lên đánh đi. Chúng ta cần đến điểm tiếp theo nhanh nhất có thể. Rõ. Anh em tấn công cho tôi. Không chỉ có súng tiểu liên và pháo binh, ngay cả súng máy hạng nặng cũng cố thủ phía trước. Mưa bão bá đạn ngút trời. Cứu ta với, hỏa lực bát lộ quân mạnh vãi. Lần má, đây là đơn vị nào? Không thể nào là bát lộ quân được. Bát lộ quân sao mạnh thế này chứ? Chắc chúng ta đã nhầm. Đây chắc chắn là bảo vệ trợ lực quân. Nếu không, hỏa lực của họ sẽ không mạnh đến thế. Thưa ngài, chúng ta đang gặp rắc rối. Xin hướng dẫn chiến thuật. Tiểu đoàn 2 bị thương phân nửa. Hỏa lực của địch quá mạnh. Chúng ta không thể chống lại. Yêu cầu hướng dẫn chiến thuật. Tại sao chúng có nhiều quân chủ lực ở đây vậy? Sư đoàn 33 đánh đấm chán thế. Gửi báo cáo tới sư đoàn 33. Yêu cầu họ gửi quân tiếp viện. Thưa tướng quân, hỏa lực của địch quá mạnh. Đề nghị chúng ta rút lui ngay. Nếu không, toàn bộ quân đội có thể bị tiêu diệt. Vãi cả lòn. Nếu rút lui thì những khẩu trọng pháo này làm sao? Tất cả sẽ rơi vào tay quân địch đấy. Không ai được phép lùi bước. Quyết tử chiến với địch. Bảo vệ danh dự của quân đội hoàng gia vĩ đại. Quân địch cầm cự được hơn nửa tiếng thì bị tiêu diệt. Chỉ còn lại mấy tên sĩ quan bị bắt sống. Các người thực sự là bát lộ quân. Bát lộ quân sao có hỏa lực mạnh được như vậy? Không thể nào. Có gì mà không thể? Ông nội các người đây. Người đâu? Khử hết chúng. Đợi đã, người dám thả ta ra để solo một chọi một không? Nếu người đang muốn chết nhanh hơn, vậy thì ta chiều. Sao ngươi lại dùng súng? Ngươi không có tinh thần thượng võ sao? Đao kiếm thì chơi thế đéo nào lại súng được. Tinh trùng thì có chứ tinh thần thì bố mày chịu. Nhìn thấy như vậy, mấy tên còn lại liền vội quỳ xuống xin tha. Nghe lão tử nói đây. Đi ấy không đổi họ, đi đói không đổi tên. Lão tử là Vương Văn Long, chỉ huy của lữ đoàn 3 mới. Xuống địa ngục hết đi. Dọn dẹp chiến trường ngay. Tiểu Mao, đưa người đi kiểm tra những khẩu pháo hạng nặng và xe tải. Không có thiệt hại thì mang về. Bị hư hỏng thì cho nổ hết đi. Đã kiểm tra rồi, phát hiện quân Nhật vận chuyển 20 khẩu pháo hạng nặng. Ngoài ra còn có thứ này chúng ta không biết nó là gì. Vãi lòn, trọng pháo 305mm. Loại pháo này có thể thổi bay một nửa doanh trại của chúng ta đấy. Tương thành huyện Sa Hà cho dù được gia cố gấp đôi, cũng không chịu nổi một kích. Nó mạnh vậy sao? Chúng tôi tìm thấy 10 khẩu. 10 khẩu pháo cỡ nòng 305 sao? Tiểu Mao, lần này chúng ta giàu to rồi. Cuối cùng theo dõi thống kê, tổng cộng có 30 khẩu pháo hạng nặng cỡ 150, 20 khẩu pháo hạng nặng cỡ 240, 10 khẩu pháo hạng nặng cỡ 305, 3 khẩu pháo hạng nặng cỡ 350. Tiểu Mao, lấy xe tải của chúng ta đến đây. Vận chuyển hết trọng pháo về căn cứ. Báo cáo, có tin từ tiểu đoàn trưởng. Họ đã phát hiện ra phương hướng quân tiếp viện của địch. Số lượng bao nhiêu? Khoảng 1.000 người. Chỉ có hơn 1.000 tên mà cũng dám đến gây rắc rối cho lão tử. Chúng chán sống à? Bảo hồ tử lập tức đánh trả đi. Nhanh chóng tiêu diệt mấy con tép đó. Rõ, đoàn trưởng. Đoàn trưởng, chúng ta đánh bại quân địch ở đây rồi, có nên gửi điện tin báo cáo cho sư trưởng không? Cũng nên cho họ biết tình hình bên này. Ừ, tôi quên mất. Cậu lập tức gửi điện báo cho cha tôi đi. Cứ nói là chúng ta đã tiêu diệt lữ đoàn trọng pháo của Nhật. Thu giữ rất nhiều trọng pháo. Hoàn thành nhiệm vụ. Dương tử làm được rồi. Nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ. Có chuyện gì mà trông anh vui thế? Dương tử gửi điện tín. Nó đã tiêu diệt toàn bộ lữ đoàn trọng pháo và một tiểu đoàn bộ binh của địch. Thu được rất nhiều trọng pháo. Lần này chúng ta không phải đối mặt với trọng pháo của địch nữa rồi. Tin đó đã đủ làm anh vui chưa? Bảo sao thằng nhóc này mãi không thấy phát điện báo. Thì ra là ngủ quên trên chiến thắng. Sư trưởng, Lý Tham Mưu hỏi anh có biết chính xác số lượng quân địch ở huyện Hình Đài không? Thằng nhóc này lại muốn làm gì nữa? Chẳng nhẽ nó muốn đánh vào Hình Đài? Đoàn trưởng, nhiều anh em xem phim chùa lắm, không like hay đăng ký gì cả. Sao anh cả thế? Bảo anh em like và đăng ký cho Goji đi.
Đoàn trưởng, chúng tôi phát hiện rất nhiều vật tư chất đống trong hầm vũ khí của địch. Nhiều hơn bất cứ lần nào chúng ta thu được. Nhiều vãi cả lòn. Anh đi xem đi. Lý Dương chạy với tốc độ ánh sáng. Nhìn thấy đống vật tư chất đống như núi. Hiện tại tất cả vật tư của các người đã bị ta thu giữ. Để lão tử xem các người đánh thế nào. Đoàn trưởng, chúng ta giàu to rồi. Lượng vật tư này có thể giúp chúng ta mở rộng thiên địa bàn. Nhanh gửi điện báo cho cha tôi nói chúng ta đã chiếm được huyện Hình Đài. Thu giữ một lượng lớn vật tư, yêu cầu họ đến đây ngay. Chúng ta không thể nào vận chuyển hết số vật tư này được. Nếu không nhanh là quân địch gọi quân tiếp viện đến hút lại đấy. Rõ, đoàn trưởng. Anh Lưu, chúng ta thực sự để Dương Tử đi đánh Hình Đài sao? Không để thì làm thế nào? Giờ này thì ngăn nó kiểu gì nữa? Bây giờ ngay cả nó ở đâu tôi còn không biết. Nhanh gửi điện báo cho Lữ đoàn 3 mới, hỏi Vương Vân Long về việc triển khai quân ở huyện Hình Đài. Sư trưởng đã hỏi rồi. Huyện Hình Đài chỉ có 3 đại đội binh lực, tổng cộng khoảng hơn 1.600 quân, số lượng không nhiều. Bảo sao sư đoàn 33 của địch xuất quân đông như kiến. Hóa ra chỉ để lại 1.600 tên ở nhà trông nhà. Kéo mẹ lên quân đi. Có lẽ ổn. Thằng nhóc đó có 5.000 quân trong tay. Vũ khí và trang bị cũng tối tân hơn quân địch ở đó. Sư trưởng, Lý Tham Mưu gửi điện báo nói đã chiếm được Hình Đài. Thu giữ vật tư của 5 sư đoàn. Cậu nói bao nhiêu? 5 sư đoàn. Ôi cái đạch. Lần này Dương Tử thu về cho chúng ta một kho vàng rồi. Anh Lưu, cũng đừng vui mừng quá sớm. Dương Tử đang một mình ở căn cứ địch. Quân địch xung quanh đó rất nhiều. Cho dù nó thu giữ được rất nhiều vật tư, nhưng khó có thể an toàn vận chuyển ra ngoài. Chúng ta phải làm gì đó ngay bây giờ. Lập tức thông báo cho toàn quân xuất phát. Ngoài ra còn phát điện tín cho các lữ đoàn mới, bảo họ tạm thời ngăn cản quân địch phía trước. Nếu vận chuyển thành công số vũ khí đó thì họ cũng sẽ có phần. Sau khi ra lệnh, Lưu sư trưởng gọi điện báo cho trụ sở chính. Bên phía quân Nhật cũng đã nhận ra điều bất thường. Sư đoàn 33 đêm qua đánh với sư đoàn độc lập. Tin báo đầu tiên họ nhận được là lữ đoàn trọng pháo bị tập kích và mắc kẹt trong vòng vây, cần tiếp viện. Liên lạc với lữ đoàn trọng pháo ngay, hỏi xem tình hình thế nào. Hiện tại không thể liên lạc được với lữ đoàn trọng pháo. Vậy thì tại sao các người biết lữ đoàn trọng pháo bị tấn công bất ngờ? Điện tín được chuyển đi từ quân tiếp viện bên huyện Tân Thái. Họ đã gửi quân tiếp viện đến chỗ lữ đoàn trọng pháo. Trung tướng Nhật sững sờ, sau đó thì sợ hãi. Đệt mẹ, thông báo cho quân tiếp viện rút lui ngay. Nhanh lên, lực lượng tiếp viện cũng không thể liên lạc được nữa. Mau đi thông báo cho đội 2 và đội 3, bảo họ lập tức trở về huyện Tân Thái ngay. Trung tướng, tôi hỏi một câu được không? Tại sao chúng ta phải làm thế? Đồ ngu, huyện Hình Đài rất có thể đã mất rồi. Nhanh, Trung tướng Nhật biết Lý Dương rất lợi hại. Nếu là người khác, thì quân Nhật sẽ không bao giờ lo lắng về sự an toàn của lữ đoàn trọng pháo. Nhưng nếu người này là Lý Dương, hắn ta vô cùng lo lắng. Nhất là bây giờ lữ đoàn trọng pháo và Hình Đài đã mất hoàn toàn liên lạc. Báo cáo Trung tướng, Bộ Chỉ huy cấp báo nói rằng tất cả bát lộ quân mọi nơi đều đang được điều động rất nhanh. Mục tiêu là chỗ của chúng ta. Ngài Trung tướng, sắp chết chưa? Lập tức thông báo rút lui, gọi hết quân tiếp viện về đây. Huyện Hình Đài đã bị bát lộ quân chiếm đóng. Chúng ta phải lấy lại thành trì. Rõ. Bên này, Lưu sư trưởng phát hiện quân địch ở phía trước đang có dấu hiệu rút lui. Nhất thời ý thức được quân Nhật có thể sẽ quay về Hình Đài để tiếp viện. Nếu như vậy thì Lý Dương sẽ gặp nguy hiểm. Thông báo cho tất cả mọi người tham chiến. Pháo binh cũng lên đi. Toàn lực tấn công. Đừng để quân địch rút lui thành công. Bằng mọi giá phải giữ chúng lại. Sư đoàn 40 và 41 của địch nhanh chóng rút lui. Có thể nhận thấy quân Nhật trong trận này đã mất hết sức chủ động. Tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Tuy nhiên bên phía quân chủ lực ở Hà Nam lại nghĩ bát lộ quân lần này tiêu đời. Mọi người đang họp để ăn mừng. Bát lộ quân cút thật rồi. Giải quyết mối đe dọa này thì cũng không phải gánh vác tội danh phá hoại mặt trận thống nhất. Ngoại trừ tình hình chiến đấu của bát lộ quân thì mọi người cứ cho ý kiến đi. Chủ tịch, theo tình hình hiện nay thì tôi nghĩ chúng ta nên tăng viện thêm cho bát lộ quân ngay. Chỉ cần có thêm viện binh thì tôi nghĩ bát lộ quân sẽ không thất bại trận này. Bát lộ quân hiện đang bị 6 sư đoàn Nhật vây hãm. Không thể thoát được. Anh nghĩ họ có cơ hội sống sót sao? Ý của chủ tịch quá rõ ràng. Đó là từ chối cứu viện bát lộ quân. Yêu cầu mọi người không nhắc tới chuyện này nữa. Chủ tịch bây giờ nghĩ bát lộ quân chắc chắn sẽ không qua khỏi. Lý tướng quân, anh muốn giúp bát lộ quân vậy sao? Hay là anh đang có chuyện gì mờ ám với bát lộ quân hả? Chủ tịch, tôi và bát lộ quân có cấu kết gì không thì tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết rõ. Nếu bọn Nhật mở được đường Bình Hán thì khu vực phía Tây Hà Nam chắc chắn sẽ bị đe dọa. Chúng chiếm được phía Tây lần nữa thì chúng ta sẽ phải làm gì? Nhất thời sắc mặt chủ tịch trở nên khó coi. Lý tướng quân có vẻ hơi tham vọng rồi.
Đảng và nhà nước có rất nhiều đơn vị không nhất thiết phải là bát lộ quân. Nhất thiết là chỉ có bát lộ quân mới ngăn được quân địch ở Bình Hán. Sức mạnh của quân ta khó mà có thể ngăn chặn được chúng. Chủ tịch, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Báo cáo chủ tịch, hướng Bắc bát lộ quân có điện báo. Trung đoàn hiện đại trực thuộc sư đoàn độc lập đã tiêu diệt thành công nữ đoàn trọng pháo và một tiểu đoàn bộ binh của quân Quan Đông. Đối mặt với hàng vạn kẻ thù, bên phía sư đoàn 40 và 41 của địch cũng đã toàn bộ bị tiêu diệt. Không thể nào. Chủ tịch Ngô, tôi đã nói rồi mà. Lý Dương không ra tay thì thôi. Một khi đã đánh là phải thắng. Chủ tịch, huyện Hình Đài xảy ra động thái lớn như vậy, sư đoàn 33 của Nhật chắc chắn không ngồi yên, nhất định sẽ bao vây trung đoàn của Lý Dương. Lần này Lý Dương có mặt sống vào mắt. Nghe vậy, tâm trạng của chủ tịch đột nhiên tốt lên, nhưng vẫn giả vờ buồn. Lý Dương cũng coi như là hy sinh vì đất nước. Nếu cậu ấy hy sinh, thì truy tặng cho cậu ấy một huân chương kháng chiến trước khi ra đồng đi. Thông tin điện báo vẫn chưa hết. Đây là vài tin tức về Lý Dương. Chủ tịch, ngài có muốn nghe nốt không? Thằng thư ký bầu đùa này, có gì thì nói mọi hết một lượt đi, cay thế nhỉ? Làm bố mày bị quê. Tiếp tục đi, hiện nay huyện Hình Đài vẫn nằm trong tay Lý Dương. Sau khi quân Nhật biết được tin tức thì phái sư đoàn 33 trở về tiếp viện, nhưng lại bị Lưu sư trưởng dẫn độ giữ chân sư đoàn 33, gây thiệt hại nặng nề cho quân Nhật. Những sư đoàn Nhật còn lại cũng đều bị giữ chân. Ngoài ba đại đội bộ binh và một đội pháo binh bên ngoài ra, toàn bộ quân Nhật đều đã bị kìm hãm không thể tới Hình Đài tiếp viện. Lúc này, toàn bộ căn phòng họp im bặt như tờ. Còn có thể nghe thấy tiếng giằm đánh xì xào. Thằng nhóc này nếu giữ lại thì đúng là một mối họa lớn. Phải thu phục được nó. Chủ tịch, quân Nhật vẫn có ba đại đội bộ binh và một đại đội pháo binh đó thôi. Vẫn có thể đánh trả. Nếu bọn họ tấn công huyện Hình Đài, Lý Dương nhiều khả năng sẽ không ngăn được. Các người đánh giá thấp Lý Dương rồi. Tiểu tử này sở dĩ dám đánh vào Hình Đài, chắc chắn là cậu ấy đã suy tính kỹ lưỡng mọi chuyện. Thậm chí tự tin có thể đột phá vòng vây. Đoàn trưởng, điện tín từ Lưu sư trưởng, hiện nay quân Nhật còn chống ba đại đội bộ binh và một đại đội pháo binh đang tiến về phía chúng ta. Lưu sư trưởng yêu cầu chúng ta cầm cự 3 ngày, họ sẽ tới tăng viện. Chúng ta có nhiều vũ khí tốt như vậy còn sợ gì? Anh báo cho cha tôi muốn đập hết bọn chúng.